Alo, một hai, alo. Đầu để bắt đầu buổi giải đáp buổi chiều ngày hôm nay, xin mời chị ở Hải Phòng đặt câu hỏi à, vì chị có ở xa chị sẽ về sớm à. Xin mời chị đặt câu hỏi à. Con kính chào bác ạ và ban quản trị chùa cùng toàn thể tất cả đồng đạo có mặt tại đây ạ. Con đại diện cho nhóm Thiền tông Hải Phòng có mấy câu hỏi xin bác giải đáp dùm ạ. Câu 1 ạ. Các Phật gia của Hải Phòng đang cùng nhau tranh luận với nhau về cái vấn đề thứ nhất. Thứ nhất là người đứng lên à, người la à, người nữ tu thì không về được Phật giới và người nam tu thì mới về được Phật giới. Và có một cái người lại trả lời rằng là người nữ tu cũng về được Phật giới và không được có bổn nguyện, ví dụ như là Đức Phật A Di Đà thành lập mà ở bổn quốc và không được có cái bổn nguyện là làm giáo chủ Ta Bà, ví dụ là như thế. Thì hai cái ý này con xin bác trả lời cho rõ vì hiện nay một số Phật tử Hải Phòng đang ngồi nghe muốn tận nơi nghe bác trả lời ạ. Cái Phật á, thì ở bên Phật giới nó không có nam nữ, thành ra bây giờ người nữ người nam ở thế giới Ta Bà này tạo công đức thì con trở về Phật giới thì bên Phật đâu có nói nam nữ được. Bên kia gọi là điện từ quang, còn bên này là điện từ âm dương. Cái lý luận mà người nữ tu không thành Phật, đây là cái lối tu của vật lý, là vì tất cả những người nam muốn ép người nữ, vì người ta nói ở thế giới này người nữ là âm nhiều, thành là ta muốn ép người nữ, thành là tất cả những người tu ở thế giới này không phải cái đạo Phật không đâu, mà tất cả các đạo xem người nam là trọng, người nữ là không trọng. Vì thế mà nên nhớ rằng tất cả những tỳ kheo nữ thấy tỳ kheo nam phải hành lễ, nó sai chỗ đó. Thì tất cả các đạo khác cũng vậy, mà tôi không nói đạo nào thôi, thì quý vị sẽ nhìn ra thấy. Cái còn tại vô đây thế giới âm dương, tánh Phật đầu tiên ở bên thế giới Phật giới, vô đây nếu điện từ âm nó quét vào thì cái người đó là cái điện từ dương nó nặng hơn, ở đường từ âm nó nặng hơn, thành là người nữ. Còn điện từ dương mà nó quét thì người nam vậy thôi. Còn trở về Phật giới thì nó đâu có chuyện nam nữ. Còn muốn thành lập một quốc gia, một cái hành tinh giống như A Di Đà thì ông này phải có vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Nên nhớ là phải có vô lượng công đức mới thành lập được, chứ không phải. Còn nếu mình nhỏ nhỏ này nè thì về bên Phật giới chỉ là một vị Phật thôi, mà bên đó không có nói là Phật bà, Phật ông gì trời đất, mà Phật thôi. Nó mình phải hiểu cho rõ là thế giới vật lý thì mới âm dương, về bên thế giới điện từ quang không có âm dương mà chỉ có là quang sáng thôi, có nghĩa là Phật sáng. Phật sáng nhiều, Phật sáng ít thôi. Thì sáng nhiều ta gọi là Phật lớn, Phật sáng ít gọi là Phật nhỏ. Mình nói cho dễ hiểu thì thôi.
Thì bây giờ tu Thiền Tông mình phải xác định rằng Thiền Tông phải là trí tuệ, không phân biệt, không tưởng. Mà những vị hỏi đó thì hoàn toàn sử dụng cái tưởng nên nói sai. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi thứ hai nè. Thưa bác, con người do nhân bản tạo ra thì có Phật tánh không ạ? Bây giờ dù nhân bản hay gì á, thì cái người đó muốn thành một cái thân người thì ông thần quản lý bắt buộc phải đưa cái trung ấm thân vào mới thành con người được. Nghe không? Còn nếu tuy là con người trở về tới cái thời văn minh rồi, khoa học cao rồi, thì bất cứ cái gì hữu hình làm thì phải có vô hình yểm trợ mới trở thành được. Còn nếu không có hữu hình, không có vị thần yểm trợ thì hoàn toàn ở nhân bản nó không thành công. Vì thế mà nhân bản đâu phải là cái nhân bản nào cũng là thành tựu hết được đâu. Có khi 5-10 cái mới ra được một cái nhân bản thôi. Là do cái nghiệp của ông thần ông đưa vào thì mới được. Còn nếu không có thì không được. Rồi câu hỏi tiếp. Con cảm ơn bác. Thưa bác, có những cặp vợ chồng không sinh con thì lý do tại sao ạ? Cái này là do cái nghiệp thôi. Thế bây giờ nè, nói thật đó là có nhiều người tại làm sao mà đến thế giới này không có vợ, không có chồng. Là vì trước khi đi vào thế giới vật lý này, là thế giới này là làm vợ chồng con cái, nhưng mà bây giờ không có cái nghiệp đi, hồi đó mà có một mình thôi, từ ở thế giới, từ cái dòng tộc đưa lên đây, bảo mày đợi mày đi trước rồi đợi cái cô này sao đã làm vợ mày, nó không chịu nó đi, tôi đi mình tôi không làm, thì qua đây đâu có ai đâu. Thì cái người vợ chồng cũng vậy, nó không có nghiệp thì hoàn toàn đi tìm không có. Bởi vì thế giới này gọi là thế giới nhân quả, anh không có nhân thì làm sao có quả. Anh muốn vô đây, anh đi solo một mình hoặc chị đi solo một mình thì qua đây làm gì có cái nghiệp. Thế giới này gọi là thế giới nghiệp. Mà nếu mà mình không có cái nghiệp vợ chồng nhau thì làm sao có. Đó thì phải hiểu cái nguyên tắc này, thế giới này căn bản này, thế giới là nhân quả, có nhân mới có quả. Vô đây có, ví dụ hai người đó vô vợ chồng nhau, có nhiều khi người vợ làm nuôi người chồng nuôi làm người vợ là do cái nghiệp của người ta bắt buộc phải trả. Đẻ ra đứa con cũng vậy, có nhiều khi nuôi nó tới già nó phá luôn, nó phá chừng nào đủ cái số nghiệp của nó đó thôi. Còn có nhiều đứa nó không chịu, mới vừa đẻ ra nó làm nó nuôi ông già bà già lại, nó trả nghiệp mà, trả quả. Mình phải hiểu thế giới này, đạo Phật là đạo gì? Là đạo nhân quả và nghiệp. Mình phải hiểu nguyên tắc đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn thầy ạ. Con xin hỏi là thưa bác, bác giải thích giúp con là Tam Thánh Phật là thờ những ngài nào và Tam Thế Phật là thờ những ngài nào ạ? Thờ hả? Ở đây đâu có vụ Tam Thánh Phật. Tam Thế Phật. Tam Thế là gì? Thế giới quá khứ, hiện tại, vị lai gọi là Tam Thế Phật, ba vị Phật. Thì nếu mình thờ đúng đó, hiện giờ hiện tại là gì? Phật Thích Ca, tương lai là Phật Di Lặc, trước là Phật Ca Diếp. Mà giờ mình có biết mặt ông Ca Diếp là ông nào, ông Di Lặc là ông nào, cái mặt mũi sao? Còn mình tưởng ra mình thờ thôi, thấy không? Còn Tam Thân Phật thì nó cũng nằm quá khứ, vị lai. Còn nếu mà bên Di Đà thì nó gọi là ông Di Đà ở giữa, Quan Âm Thế Chí mẫu ngự ông bên đó. Mình phải coi hỏi cái nào trong này. Thiền Tông không có gọi là Tam Thế, không có cái chuyện đó. Hoặc là Tam Thánh, trong đạo Phật không có Tam Thánh. Tam Thánh này là nó áp dụng cho đạo trời. Mình không nói đạo trời chứ không nói là ai, như ai hiểu. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn thầy. Thưa bác, công chúa Huỳnh Thúy Loan muốn mới 8 tuổi chưa đọc được chữ thì sao đọc được 5 quyển sách của Thái tử Tất Đạt Đa đã gửi cho ạ? Cái chuyện này bây giờ con nên nhớ một điều á, là con người ta mấy tuổi đi học? 6 tuổi đi học. Ông ở Việt Nam mình nó có hai ông thần đồng. Ông nào?
Cái ông Lê Quý Đồ mấy tuổi? Ông có không học gì hết trời, mà ông đọc ông hiểu hết, ông làm thơ được đó, nghe không? Còn cái chuyện bây giờ mình nói đó, khi mà người ta đã kêu bằng khai Phật nhãn rồi đó, thì cái tuổi tác đó không thành vấn đề đối với thế giới này. Là có nghĩa là cái Phật nhãn nó mở ra rồi thì cái tuổi đây là nó nói về cho người thế gian thôi. Chứ mà nó Phật nhãn giống như cái người mà mở con mắt rồi 6 tuổi nó vẫn thấy người ông 90 tuổi nó mở con mắt, còn cái ông mù 100 tuổi ông có không có thấy. Cái hiểu cái này, đây là cái thuật của nó là bởi vì khi mà con người ta mở Phật nhãn rồi, gọi là kiến tánh, kiến bằng tánh Phật, thì cái tuổi tác không thành vấn đề. Bây giờ hỏi vậy chứ cái Phật mà cái tánh Phật vô đây là ba lớn có tuổi nào không? Chỉ là một nguyên tử thôi mà cái gì nó cũng biết. Nhưng mà tại vì nó mang cái thân người, thành ra nó quên hết đi. Thang thân người rồi, trong cái thân người nó cũng có tánh người 16 thứ nữa. Mà cái thân người nó phải là mang thân người vật lý, nó phải phát triển đủ thì nó mới phát triển được cái vật lý. Còn nếu mà mang cái thân người mà nó thấy bằng cái tánh Phật thì vật lý không xài. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Đạo Phật nó hơn đạo người ta một chút xíu là biết suy nghĩ và hiểu được cái ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Đạo Thiền Tông nó hiểu được cái này. Còn thường thường mấy cái tiểu thừa với trung thừa với gọi là nói gì vật lý người ta không hiểu cái này. Vì thế mà tất cả các năm pháp môn trước Đức Phật dạy gọi là tu tưởng. Vì sao tu tưởng? Thì vừa rồi mấy tuần tôi đã nói rồi, sờ con voi cái lỗ tai thì tưởng giống cái quạt, thì ta nói cái quạt chứ không phải con voi đâu, có phải là cái quạt, gọi là tu tưởng. Sờ cái gì tưởng tượng nói cái nấy. Thiền Tông không cho tưởng mà cho trực diện liền, trực diện. Còn kiến tánh thành Phật, không kiến tánh không thành Phật được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác, con xin hỏi câu cuối cùng ạ. Thưa bác, tha tâm thông là gì? Yếu chỉ bát nhã tâm kinh là gì? Con chưa hiểu, xin bác giải thích giúp con ạ. Tâm thông, tha tâm thông là bây giờ mình phải hiểu đó là tam kêu bằng tam thông tứ vô sở quý thập bát bất động tam thông, ba thứ thiên nhãn, nghe không? Rồi lậu tận tất cả những cái gì, cái tha tâm thông này là mình thấy được tất cả thông suốt hết. Cái bằng nói nó phải là nói là lục thông, tam minh lục thông tứ vô sở quý. Còn cái tha tâm thông có nghĩa là mình thấy một cái khía cạnh nào mà rất rõ ràng. Ví dụ chẳng hạn như là cõi vô hình, mình thấy rất rõ ràng. Mà bây giờ khoa học chứng minh rằng mình muốn thấy cái này, bây giờ giống như cái những cái hình ảnh mà mình nói ra xem trên cái màn hình này nè. Hồi xưa nói trong không gian này có hình không thấy, mà bây giờ khoa học có đưa ra hình ảnh mình mới thấy rõ ràng người ngồi ở đâu, nói gì nó biết hết, mà thấy rõ ràng. Nghe không? Cái gì nó cũng đến rất rõ ràng. Đó, rồi là nếu mà nói câu này là tam minh, ba cái minh, lục thông, sáu cái thông, mà trong đó có cái tha tâm thông. Rồi thập bát bất động là có là 18 cái thần thông á của A La Hán á. Mà nếu muốn mà thập bát bất động thì duy nhất ông Thích Ca mới tu được cái thập bát bất động thôi. Còn tất cả những dự mà nhỏ nhỏ dưới thì năm sáu cái thông thôi. Thì điển hình là nói gì Tế Điên Hòa Thượng đó, nó mới có 4 thông thôi chứ không chưa tới cái 5. Còn những người mà tu mà họ tích được là mới có 1 thôi nha. À, mình phải hiểu. Vì thế mà mấy ông tiểu thừa nói ông Phật vẫn tu chứng A La Hán. Ông Phật gọi là thật Phật thì thành tột độ luôn, A La Hán cũng tột cùng luôn. Phải hiểu cái nguyên tắc của cái thế giới này. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Còn câu yếu chỉ bát nhã tâm kinh ạ? Chữ bát nhã là trùm khắp, mình thấy là mình thấy trùm khắp thôi. Thấy không?
Vì thế mà trong thường thường trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh là cái tâm kinh là nói một cách rất rộng rãi. Chữ Bát Nhã là nó chỉ trùm khắp, nó rộng rãi đó. Tiếng Việt Nam mình là nó rộng rãi. Ví dụ cũng một cái lý luận đó, nhưng mà ta lý luận rất lớn. Còn cái người mà không có cái Bát Nhã này nè, nói trong cái một cái khía cạnh nhỏ thôi, nó không phát triển được. Một cái vấn đề mà người ta giải thích về Bát Nhã, người ta giải thích rất trùm khắp. Một cái chữ thôi, một cái ông tiến sĩ dạy khác, một ông đại học dạy khác, một ông lớp nông học lớp năm dạy khác. Đó là ý là vậy. Vì chữ Bát Nhã là coi là trùm khắp. Cho nên là mình nói tiếng Việt Nam mình là rộng rãi, giải thích bằng một cách rộng rãi. Rồi, thắc mắc hỏi tiếp. Dạ, thôi ạ, con cảm ơn thầy ạ, cùng các bạn đã lắng nghe ạ. Hello. Tiếp theo là phần đặt câu hỏi của bên phía Hà Nội ạ. Xin mời kỹ thuật liên kết với lại bên Hà Nội ạ. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Câu 1, vũ trụ bao gồm những gì ạ? Vũ trụ, chứ vũ trụ này là hỏi không có hết, phải là gọi là càn khôn vũ trụ. Chữ vũ trụ là chữ là không gian, càn khôn là bao khắp. Chữ trong chữ càn khôn gọi là bao khắp. Thì hỏi là phải là càn khôn vũ trụ là gì? Thì càn khôn vũ trụ nó là một cái không gian không biên giới, nó bao khắp không biên giới, gọi là càn khôn vũ trụ. Mà trong cái càn khôn vũ trụ nó chứa hai phần. Một là Phật giới, hai là tam giới. Giống như cái biển nó chứa hai phần, một là cá, hai là thực vật ở dưới biển. Đó, giống như trong cái càn khôn vũ trụ nó có hai phần thôi. Một là Phật giới, trong Phật giới nó chứa là những cái gì nó khác, nghe không? Rồi cái mà trong cái càn khôn vũ trụ nó chứa cái là trong tam giới. Trong tam giới là nó quay theo quy luật vật lý âm dương. Nó có hai thứ. Một kia, bên kia là thanh tịnh, bên này là nó quay theo quy luật vật lý âm dương. Đó, phải hỏi cho đúng cái câu nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu thứ hai, suy nghĩ của con người theo khoa học là những sóng điện từ, vậy nó có tác động vào vũ trụ hay không? Và nếu có thì tác động ấy thế nào ạ? Cái gì? Lặp lại. Suy nghĩ của con người là sẽ theo sóng điện từ thì nó sẽ tan hợp như thế nào ạ? Cái suy nghĩ nó suy nghĩ trong những người là từ trong cái tánh con người nó phát ra, từ trong cái tánh Phật nó phát ra. Nó không có theo sóng điện từ được. Mà cái tiếng nói thì nó theo cái sóng điện từ. Mà bây giờ dù nói hay cái gì nó cũng nằm ở trong cái hạn hẹp của cái dòng một tam giới thôi. Là dòng một của trái đất thôi. Nghe không? Nó không phát ra được ngoài cái quy luật này. Có nghĩa là nó chỉ nằm gọn ở trong cái hệ hành tinh, trong cái tam giới của mình, nhưng mà nằm trong cái hệ hành tinh của mình thôi. Còn nếu mà nó có một cái công suất mạnh thì nó phát ra được nhiều cái hành tinh kế bên đó thôi. Chứ nó không phát hết nổi cái nguyên một cái hệ thống kêu bằng cái bầu hoàng đạo một, không phát nổi. Bầu hoàng đạo một thì nó phải dùng cái máy kỹ thuật trợ giúp thì nó mới phát ra nổi. Còn ở đây, mình giống như mình ở đây mình nói thì mình chỉ phát ra được 5-10 thước thôi. Còn kỹ thuật nó đưa dùng cái điện nó đẩy đi tùy theo cái megahertz của nó. Ví dụ 1 megahertz nó phát đi 10 thước, 100 thước. 100 megahertz thì nó phát 100 cây số, nó vậy đó. Cái công suất của nó theo khoa học nó giải thích vậy. Còn cái suy nghĩ mình nó chỉ suy nghĩ tới chỗ nào mà nó suy nghĩ, mình nên nhớ rằng nó suy nghĩ mà
cái mà nó đã đến rồi á, thì nó suy nghĩ rất đúng. Còn cái suy nghĩ mà nói cái chưa đến thì gọi là cái tưởng tượng suy nghĩ, là nó bị sai. Nó phải hiểu cái thế giới vật lý này nó vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu thứ 3. Theo khoa học thì suy nghĩ tốt, tích cực sẽ tạo một năng lượng từ trường tốt cho người đó và cải thiện những điều tốt. Điều này có đúng không? Tại sao ạ? Này hoàn toàn sai. Bây giờ mình suy nghĩ và hành động. Suy nghĩ tốt, hành động tốt thì lợi ích con người. Suy nghĩ xấu, hành động xấu là tàn hại con người. Không phải vậy, không phải suy nghĩ là có tác động có đó. Còn mấy cái ông mà tu vật lý, ông nói là suy nghĩ tốt là sẽ có công đức, đừng có tin cái chuyện đó. Thiền tông bắt buộc anh phải nói bằng sự thật hết. Cái gì vậy, từ vật hữu hình vô hình, anh phải nói bằng sự thật. Bởi vì thì thiền tông nó là tinh hoa của nhân loại là nằm ở chỗ này. Chứ đừng có tưởng là mấy ông nói bây giờ vì nó chết là cái chết ở chỗ này. Bây giờ nói mấy ông, tôi không nói ai, đưa tiền cho thầy đi, thầy sẽ cúng hồi hướng thì con có công đức còn lâu. Ông lừa người ta. Giữa ông lừa và cái ông bị lừa này cùng nhau đi theo nhân quả đó. Đưa cho ổng đi thì ổng giúp cho người kia không có khổ, thì giữa ông và người này có phước. Mà đưa cho ông đi mua đất để ông kinh doanh thì ông và cái người này chẳng chết luôn. Theo cái quy luật vật lý, giật ông lừa người ta mà. Mà cái người bị lừa này thì cũng đi theo cái ông lừa, thấy không? Bởi vì tòa án nó xử cái mà cái vật dụng mà nó gây án này là do ai đưa. Nếu tự ổng đi mua nó khác, mà tự cái ông A đưa cho ổng thì ông này gây án thì cái ông A xếp vào đồng lõa. Đó, mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này, chứ đừng có tưởng suy nghĩ tốt rồi có, hoàn toàn không có. Suy nghĩ và hành động phải hai cái này kèm đi theo. Vì thế mà luật pháp nước Việt Nam mình, anh suy nghĩ anh giết người mà anh đừng có giết không có tội gì hết. Nghe không? Anh suy nghĩ anh giết đi, rồi bắt đầu nó ghép vào cái tội. Tội như thế nào đây? Thì nó ghép vào trong tội cố ý hay là tội vô ý vậy đó. Đó, mình phải hiểu thế giới vật lý này, mình phải hiểu cho rõ. Chứ đừng có tưởng tượng, không? Đừng có tưởng tượng suy nghĩ tốt là đừng. Trên trái đất này suy nghĩ và hành động mới có kết quả thôi. Suy nghĩ chưa hành động chưa kết quả. Rồi hỏi tiếp đi. Công thức về Phật giới, lộ trình về Phật giới và lời dặn dò về Phật giới, trong ba câu này, câu nào quan trọng nhất để biết đường trở về Phật giới ạ? Xin Thầy chỉ rõ giúp chúng con. Ba này giống nhau. Chiếc xe, anh tài xế và xăng. Thiếu một cái không là không, chiếc xe không chạy được. Trong cái này, ba cái phương pháp này về Phật giới mà thiếu một cái là không làm được. Giống như tôi nói, thí dụ rõ ràng, giống như một chiếc xe. Không có tài xế, có xăng, có xe, xe nằm im. Có hai thứ kia mà không có xăng, thì xe cũng đứng tại chỗ. Về Phật giới nó phải đi song song. À, cái quan trọng bằng nhau. Chứ đừng có tưởng đâu. Bây giờ cái tổ chức cái xã hội này nè, anh chỉ huy nè, nghe không? Rồi anh công nhân nè, mình tưởng là ông giỏi, rồi ông chủ nè, ba ông tuy là ba, chứ sự thật nó dùng một. Anh đừng có xem thường ông công nhân mà ông không làm mà sao? Mấy ông có tiền ông ngồi đó, anh ngồi đó ông làm gì được đây? Nghe không? Mình phải hiểu cái gì thế giới này, giống như là một vật thể đứng yên phải là ba cẳng, ba chân, hai chân đứng không được. Bốn chân thừa, ba chân đủ rồi. Giờ hỏi tiếp đi. Cháu ạ, mỗi người chỉ cần chỉ một tần số hay có thời gian thì tăng tần số cao lên, có thời gian lại sụt tần số xuống thấp ạ. Là vì sao?
Cái này do cái lực phát của người ta. Hơn nữa nó đã trong thế giới vật lý này gọi là thế giới sống bằng nghiệp. Anh mà có cái nghiệp, anh học thức cao rồi thì anh có cái từng cái hiểu biết cao, người ta gọi là tần số cao. Với lại dù tần số cao đến thấp cũng là nghiệp ở trong thế giới này thôi, chứ không có khác được cái gì nào đó. Phải hiểu nguyên tắc này. Đâu tưởng anh học cao là anh không bị nghiệp đâu. Vẫn bị nghiệp thường, nhưng mà tại vì anh có cái học thức cao thì anh có kiến thức rộng vậy thôi. Còn cái người mà học không học thì ta kiến thức ít. Nhưng mà nên nhớ cái người mà không học á, cái kiến thức người ta không có phát ra cái tưởng nhiều. Vì thế mà nó không phát sinh ra cái nhân quả nhiều. Vì thế mà người ta nói là cái anh nông dân chất phát là chỗ này nè. Anh nông dân tuy vậy là anh rất đàng hoàng. Còn cái anh mà có học ở thành thị đó, anh mù mù lắm. Lừa, bởi vì có nhiều người lừa là phải đi học mới có người đi lừa. Chứ cái anh nông dân không đi lừa ai được hết. Anh đâu có kiến thức đâu đi lừa. Tại anh đi học giỏi rồi mới lừa, tìm mưu mô để lừa người ta. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thấy không? Rồi tất cả đều do nghiệp, sống trên thế giới này do nghiệp hết. Không có ai mà thoát ra cái quy luật này. Anh làm, tôi nói cho bây giờ, làm cái gì anh cũng phải là do nghiệp. Cái nghiệp phước, phước ít, phước nhiều. Anh cắt cái nhà 10 tầng là anh có 10 tỷ. Anh cắt 2 tỷ thì có 2 tầng. Thì cũng do cái nghiệp anh thôi. Mình nên nhớ rằng, tất cả những người mà càng cao thì nghiệp càng đổ càng nặng. Nên nhớ một điều. Vì thế mà Đức Phật có nói, anh chạy 100 cây số mà anh đụng thì anh chết liền. Anh chạy 10 cây số anh đụng u đầu thôi. Nó cũng chạy nhưng mà cái lực nó vậy. Do cái nhân quả của thế giới này. Bởi vì đạo Phật Thiền Tông, anh phải hiểu được cái tinh hoa của cái đạo Phật, nó phân tích ra rất hay. Mình phải hiểu cái này thì mới hiểu được cái đạo Phật Thiền Tông được. Còn nếu mình không có hiểu cái này thì mình không hiểu được cái Thiền Tông đâu. Cái Thiền Tông bây giờ vừa công bố ra 60% mà nó nói muốn gỡ tung cái đất này ra luôn. 100% thì thầy thấy. Đó, thì phải hiểu nguyên tắc này. Bởi vì đạo Phật Thiền Tông là cái tinh hoa nhân loại là cái chỗ này, chứ không ai nói là đạo tiểu thừa ha, đạo cúng là tinh hoa của nhân loại, không có cái chuyện đó. Đạo cúng, đạo tụng không phải là tinh hoa, mà tinh hoa nó nằm trong sự hiểu biết của Thiền Tông. Rồi anh hỏi tiếp đi. Những người có cùng tần số có thể cảm nhận biết nhau được không ạ? Lập con lập. Những người có cùng tần số có cảm nhận và biết nhau được hay không ạ? À? Không được. Bởi vì cái tần số này nó bây giờ nè, khoa học ra đời, hệ thống mà điện nó ra đời thì nó mới tính được cái chuyện này. Bây giờ mình nói nếu nó cảm thông được, nếu mà nó vừa cảm thông là nó rối rồi, nó rối liền. Bây giờ mình tính ra nè, hiện giờ là cái làn sóng điện hoặc là cái điện thoại nó phát tại Việt Nam mà nó hằng 90 triệu người mà dường như có 60% có điện thoại đó. Mình suy nghĩ đi, thí dụ tôi cho 80 triệu người thì có khi nào 80 triệu người này mà cái làn sóng điện nó đụng nhau hoàn toàn không có được. Nó phải phân biệt cái chỗ này, nó mình phải hiểu. Vì thế mà Thiền Tông ra đời phải là khoa học mới chứng minh được. Dù anh ở tần số nào nó cũng không ăn nhầm với trò thơm. Tuy là nó ở trong một cái không gian nhỏ nhưng mà nó không dính nhau, nó không cảm thông được cái gì đấy. Nhưng mà anh bắt được cái tần số nó thì anh mới nói được với nó thôi. Đó, bởi khoa học chứng minh Thiền Tông. Muốn phát triển Thiền Tông, khoa học phải tiến triển thì Thiền Tông mới giải mã được. Còn không phải hoàn toàn nói cho vui thôi. Nếu mà khoa học chưa phát triển thì giống như mù rồi voi nói cho vui thôi. Anh đụng gì anh nói đó. Rồi anh hỏi tiếp đi. Thưa thầy, ông con mới mất. Một hôm con nằm mơ đi bộ ra mộ, thấy ông nằm. Ông ngồi dậy như một vệt hào quang sáng rực vụt lên trời và ông nói:
ông đã siêu thoát. Ông cứ nói vậy và bay lên trời. Cho con hỏi hiện tượng đó là sao ạ? Mình muốn hỏi cái đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc cái thế này này. Nếu mình mà tu ở đây mà tu phước cái giảng sanh lên trời 5 phút đi rồi, còn làm dù quay trở lại hỏi, quay trở lại nói ông lên trời, không có cái chuyện đó. Cái ông, cái người nói là ai? Là do thánh. Nó thấy bây giờ nói nè, bởi vì người ta chết thì chết cái vụ này. Diễn tả đúng rồi, rồi hỏi giờ ông muốn gì? Tao muốn ăn thì ngày mai cúng liền. Muốn cái gì là cúng. Mà thứ nhất là mấy cái ông mặt nhìn thấy được cái cõi vô hình, ông bị ở cái này nè, để chi, để cái người mà gia đình người nào mà có tiền á, họ mua thức ăn họ cúng, hoặc là họ làm cái gì nghe ông có lợi thôi. Bởi vậy thành ra Đức Phật mới bàn một câu, đừng có tin bất cứ gì cái hình ảnh trong thế giới này. Hình ảnh thế giới này là ai? Do thánh làm đó. Thì tôi nói thánh thôi, rồi muốn hiểu thánh nào thì hiểu. Tất cả những gì mà nói ra trên này hoàn toàn đi lừa người ta, không có thật đi. Thôi, mình sống bằng cái duy vật biện chứng pháp theo mấy ông xã hội thu nghĩa đi. Không có bài, không có làm ai đó. Sống bằng một cái duy vật biện chứng pháp, không khi nào bị lừa. Tôi bảo đảm như vậy 100%. Còn mình sống theo cái tư tưởng hoàn toàn nó lừa mình hết. Rồi hỏi tiếp đi. Chủ trương của Thiền Tông không quỳ lạy bất cứ ai, như vậy có bị coi là hiểu lầm sang là không coi trọng người khác không ạ? Bây giờ cái trọng người khác, ví dụ ông bà mình thì mình cảm ơn ông bà mình thôi. Chứ đã thế giới này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ, và mình lại thần để lại xin cái gì? Người là mình, người là mình, ông bà mình á, có công nuôi dưỡng đẻ cha mẹ mình đẻ ra thì mình cảm ơn ổng thôi. Cái đó là theo cái nhân nghĩa lễ trí tín đủ rồi, không phải lại. Còn ngạ quỷ không lẽ mình lại ngạ quỷ xin cái gì đây? Thấy không? Mình phải hiểu. Bởi vì trước khi đi vào cái Thiền Tông, anh trước mắt anh phải học 5 thứ. Thứ nhất, nhân nghĩa lễ trí tín. Thứ hai, ngũ thú tập cư. Thứ ba, nhiệm vụ loài người, loài thần, loài ngạ quỷ, mỗi người có một cái nhiệm vụ. Thần thánh là ai? Cái những cái hiện tượng mà gọi là trời này kia nọ là ai? Phật là cái gì? Phật là người toàn giác giải cho mình hiểu. Trời, ông Phật trời là ở thế giới trời chứ không xuống đây. Giống như mình, loài người không thể xuống dưới biển sống được, không thể xuống biển cất nhà sống được. Rồi mình nghe lời ta xuống biển cất nhà đi rồi mình sống nổi không? Bởi vì Thiền Tông tu bằng trí tuệ, không tu mù. Thiền Tông hoàn toàn không tu mù. Người mà tu Thiền Tông bắt buộc anh phải tu bằng trí tuệ. Còn không trí tuệ anh phải kiến tánh anh mới tu được. Còn không kiến tánh thì phải đợi quyền ký công bố ra, coi theo quyền ký mà tu thì mới không sai. Rồi hỏi tiếp đi. Tu tập Thiền Tông, học thêm thu năng lượng vũ trụ, cảm thấy thân tâm rất thanh tịnh, không bệnh, là vì nguyên do gì ạ? Mình bây giờ tất cả những gì á, bây giờ mình nói không có vũ trụ gì đó. Bây giờ anh có mệt, anh ngồi hít thở cho mạnh 3 phút, 3 cái, tự nhiên con người nó khỏe rồi. Vì con người mình đã thiếu hơi, thì hít vô thôi. Còn cái năng lượng vũ trụ là mình là gì? Là âm dương, nó đang thiếu dương hay thiếu âm gì đó. Thì mình dùng cái thuật để hút vô. Nhưng mà cái đó là cái gì? Còn thấy mà nó khỏe, mình coi chừng. Tại làm sao mà các nơi mình đến, mình cúng, mình lại, mình thấy này, thấy kia, là ai giúp cái này? Thì đã nói rồi, nhiệm vụ ba loại, thần người, ngạ quỷ. Tu Thiền Tông phải nắm chục vững cái này. Linh thiêng là ai? Mình phải hiểu cái này thì mới có nói được cái vấn đề mà cái chuyện mà năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ là cái gì? Vũ trụ điện từ âm dương. Điện từ âm dương không thể nó đưa vô mình được, mà mình có thể dùng cái thuật kéo cái điện dương vô được, thấy không? Nhưng mà nên nhớ rằng mình không có khả năng này. Nhưng mà ai trợ giúp mình cái này?
là do cái ông Thánh ngồi để thích mà. Tại sao mình ngồi thiền, tại sao mình ngồi thiền, mình mơ mộng mình thấy ông Phật. Ông Phật ở đâu, không lẽ vậy? Cả nước Việt Nam mình 100 nơi ngồi thiền, không lẽ là thấy tâm ông Phật ông xuất hiện được 100 nơi, không có chuyện đó. Ông kêu bằng ông Phật địa phương, ông hiện vô. Thấy không? Giống như mình cúng ở đây nè, 1000 cái chùa cúng. Thì cái ông ăn ở địa phương chứ không khi nào cái ông ở Hà Nội chui vô đây ăn. Và cái ông Cà Mau chui lên đây ăn không có. Mình phải hiểu cho rõ ràng nguyên tắc của nó. Thế giới này, thế giới âm dương và cái thế giới địa phương. Anh làm tốt, địa phương ghi cho anh. Anh làm xấu, địa phương bắt anh. Bây giờ, thí dụ bây giờ ở đây mình có ghi phạm tội, ông cảnh sát Hà Nội không thể bắt mình được. Mà ông cảnh sát ở địa phương bắt mình là. Mình phải hiểu nguyên tắc này. Nó mình hiểu vậy mình nói chứ ngồi đó mà ngồi đó rồi thấy năng lượng vũ trụ, thấy khỏe này, cái xin lỗi. Ổng không chứ, ông Thánh không chứ, không ai vô đây rồi đó. Đó. Rồi mình phải hiểu vậy mình mới hiểu cái thế giới vô hình và tâm linh của nó. Tâm linh là cái gì? Bởi vì người ta không hiểu rồi ta lợi dụng cái danh từ tâm linh. Đó, thành nó không hiểu rồi mới tưởng tượng ra. Vì người khôn lừa người dại là cái chỗ này. Người khôn bày đặt chỗ này linh. Bây giờ nói thế bây giờ nè, bất cứ cái chùa cái miếu nào anh linh á, một người mà yếu bóng vía vô anh làm thì có thể bị bẻ họng mà chết liền. Còn ông mang súng vô ông bắn bể ta. Bể tượng Phật mà bể ông thần cũng trả bằng chứng nè. Ở bên Afghanistan gì hai cái tượng Phật và những đó trên cái núi nó đẹp. Mấy ông lấy súng bắn không được, không phải đem súng mà gọi là súng đại bác vô nó bắn bể hai ông Phật có chết nào không? Nó tại vì tại cái lực chứ mấy nhỏ mà nó lại lấy cái búa nhỏ nhỏ nó gõ ông về nhà nó đau nó chết liền. À, còn cái lực kia nó quá mạnh, mình phải hiểu thế giới này. Linh thiêng là do ai làm? À, dù tượng gì cũng vậy, nó do mấy cái loài ở đây ẩn vô. Mà cái loài mà yếu là ẩn vô đụng tới, nó đập mình chết. Còn loài nó mạnh hơn thì nó phá vỡ vật lý này thì không được. Mình phải hiểu nguyên tắc này. Vì thế mà cái mà năng lượng vũ trụ đây là cái chuyện mà lừa người thôi. Chứ bây giờ nói hôm qua, bây giờ nói năng lượng vũ trụ trị bệnh đi. Thì đúng là trị bệnh đúng, bệnh sơ được. Xin lỗi, cái bệnh sơ, bệnh cảm anh uống 2000 bạc thuốc, hết rồi. Còn anh đưa cái thằng năng lượng này tính ra mấy trăm ngàn. Nó phải chuyện nhỏ đâu. Nói mà anh bỏ thời gian 2 tiếng đồng hồ anh ngồi thiền để anh phá cái năng lượng. Anh thâu cái năng lượng này vô, 2 tiếng đồng hồ anh làm bao nhiêu tiền rồi. Thấy không? Còn nếu ông kia giúp cho anh là bao nhiêu tiền. Tính ra mắc hơn. Giờ thế giới này mình sống bằng người thật việc thật. Thiền Tông ra đời nói là bằng sự thật việc thật. Không có mơ hồ, không có tưởng tượng, không có thiêu dệt bất cứ cái gì hết. Mà nói bằng sự thật như vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Sự quấn hút âm dương của nam và nữ có bị ảnh hưởng gì tới vũ trụ hay gây ra dông bão gì không ạ? Cái này là cái nguyên tắc hút nam nữ, đây là do cái nghiệp của người ta thôi. Vô đây là âm dương phải hút, mà có cái nghiệp nó mới hút, không có nghiệp cho hút. Bởi vậy thí dụ mà tại làm sao có người ở điểm A với điểm B, hai vợ chồng khác nhau mà đụng nhau là thương, cách cả ngàn cây số mà thương, còn sát bên vách không chịu thương. Nó không có cái lực, nó không có cái nghiệp thì không có. Bởi vậy thay người ta nói là gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Phải hiểu cái này nè. Là cái ông thần ổng dẫn mình, hai người này tụi bay ở đó là vợ chồng nhau, giờ tao dẫn tới rồi tự nhiên trả nhân quả nha. Chứ còn không có thôi làm sao. Mà ông thần không dẫn tới thì cũng không làm gì được. Biết rằng ổng từ ở ngoài Hà Nội vô Sài Gòn, nhưng mà ông thần phải dẫn đi. À, ông thần cũng biết. Ông thần bởi vì người ta có cái lực mà ta đi từ đây qua Mỹ, ta đi trong vòng mấy giây tới rồi. Mình phải hiểu cái thế giới này. Mình suy nghĩ vậy nè. Hồi nhỏ mình sanh ở đây, tự nhiên cái lớn lên mình không muốn ở nhà gần, đi. Tự nhiên nó xúi đi. Đi thì tới chỗ khác mình mới mua được cái nhà. Rồi mới là cái mà an cư lập nghiệp chỗ này. Là do cái nghiệp của mình nó dẫn đi. Mà ai dẫn đi là do ông thần dẫn chứ có ai dẫn đi. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này.
thì mình mới hiểu được cái đạo Phật Thiền Tông này. Chứ còn cái ngày xưa nếu mà không hiểu cái này, cứ nói cái nghiệp hoặc là ông Tơ bà Nguyệt, không có ông Tơ bà Nguyệt nào trời đất. Có ông Tơ thì cũng có là ông Tơ là ông thần, bà Nguyệt là vợ ông thần, hai ông giờ dẫn đi thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con hiện tại đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Tiếp theo xin mời chị Nông Thị Nguyệt đọc câu hỏi ạ. Con là Nông Thị Nguyệt ở 42 Bis Lý Tự Trọng, phường Mỹ Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đến đây con xin hỏi soạn giả Nguyễn Nhân 5 câu hỏi ạ. Dạ. Câu thứ nhất, trong trang mạng ngườiphậttử.com, tác giả Đức Thảo có nói tập huyền ký của Đức Phật là ngụy tạo vì thời Đức Phật còn tại thế chưa có chữ viết. Vậy xin soạn giả Nguyễn Nhân cho con hỏi thời Đức Phật còn tại thế đã có chữ viết chưa? Thứ hai là thời tập kết kinh điển lần 1, lần 2, lần 3 được trùng tu bằng cách nào ạ? Bây giờ trả lời chữ viết hay không thì nó đúng là tôi thì lúc đó tôi chưa sanh làm sao tôi biết. Nhưng mà căn cứ vào cái lời mà của Thái tử Tất Đạt Đa gặp vua Hùng Nghị Dương thì ông xác nhận là cái thời nước Ca Tỳ La Vệ ông á, có chữ viết trên 3200 mấy chục năm. Còn nước Văn Lan có trước lập quốc 2500 năm. Thì ông Phật Thích Ca thì làm sao mà bây giờ nếu mình nói về cái chữ viết đi, tôi hỏi nếu không có chữ viết về chứ rồi nội cái kinh Kim Cang không đó là 600 quyển ai viết ra, kinh Trường A Hàm 1800 quyển ai viết ra, ai không lẽ bây giờ mấy cái ông sau này ngồi viết, thấy không? Bây giờ nó đúng là tu Thiền Tông thì phải tu bằng trí tuệ. Bây giờ 12 bộ kinh Đại Thừa, rồi kinh Tiểu Thừa, kinh Trung Thừa, rồi kinh niệm Phật, niệm chú nó đều có hết. Mà tại sao không có? Nó là không có sao? Thì tôi nói thiệt cái vị này tôi không hiểu. Chỉ người nào mà sử dụng cái trí tuệ của thời Đồ Đồng mới hỏi câu này thôi. Ủa đồ đá, đồ đồng thì còn được, đồ đồng thì còn biết, chữ viết là đây. Nhưng mà hỏi bằng thư kỳ đồ đá thì mà không hiểu. Đồ đá là ở đâu? Ở trong hang đó. Chỉ biết cái nhà mình là cái hang thôi. Chứ không có biết, chứ không có cái chòi. Qua thời kỳ đồng thì mới có cắt cái chòi tranh. Đồ đá hoàn toàn không cắt cái chòi tranh được. Nhưng người ta kiến thức người ta quá, ta không có hiểu được. Vô thấy hang thì vô ta ở sướng hơn. Nghe không? Cái người hỏi này là hỏi bằng thời kỳ đồ đá, chứ không phải kiến thức thời khoa học bây giờ. Thì thôi tôi trả lời vậy, cô Mít Lộng sẽ đừng buồn tôi. Được cái ý sao là cái ý gì nữa? Các cuộc tập kết kinh điển lần 1, lần 2, lần 3 thì các kinh Phật được trùng tu bằng cách nào? Cái gì? Các lần mà trùng tu kinh điển mà lần 1, lần 2, lần 3 đó thì các vị sư thầy trùng tu bằng cách nào? Cái là mà kiết tập á hả? Kiết tập kinh điển. Thế này là sau 500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn rồi viết là mấy ông có sửa lại. Bởi vì ngày xưa đó, cái chữ viết, bây giờ đừng nói chữ viết của mình 100 năm thì giấy nó đã hư rồi. Thì chữ viết ngày xưa cũng vậy, cái thời gian mà nó không phải là kiết tập kinh điển, bởi vì nó căn cứ vào những cái thời gian thôi. Chứ sự thật á, cái chữ viết hồi Đức Phật ra thì có mấy chục năm nó đã hư rồi, bắt đầu người ta phải tu bổ là hết. Đó, bây giờ đừng nói chữ viết, bây giờ tôi này viết cái sách mấy chục năm này, mới có mười mấy năm mà giờ phải viết lại đó. Nó cái giấy hiện đại mà còn bị hư gì hư chứ ngày xưa. Còn ở chuyện đó thì mình bây giờ nó đúng, đừng có hỏi cái chuyện này chi chứ bác không. Mà mình hỏi cái cốt tủy của Đức Phật dạy cái gì. Bây giờ đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, ông giác ngộ ông dạy cái gì, giải thoát dạy công thức như thế nào, rồi vô hữu hình vô hình, tâm linh không tinh linh rồi này, cái gì mình phải hỏi cái cốt tủy đạo Phật. Chứ còn hỏi ba cái vớ vẩn là làm cái gì, chữ viết cái chuyện mình không thành vấn đề. Mà tôi chỉ biết rằng đạo Phật ra đời nói như vậy có đúng hay là không, có đúng với kiến thức khoa học hay là không.
Mình tu vậy mới tu là người trí tuệ, còn ở đi móc moi ba cái chữ viết cái chuyện đó. Xin lỗi, tôi nay 80 tuổi, 82 tuổi. Trước đó là tôi ở đâu, tôi sao tôi biết được. 83 năm trước tôi ở đâu, sao tôi biết, tôi còn không biết tôi mà ở đó. À, mà khi tôi đã lớn lên 6-7 tuổi, tôi bắt đầu tôi mới có khái niệm, tôi nhớ tôi người sanh tại đó thôi. Đó, mình phải, mình trí thức á, tu là phải tu bằng cái này, bằng thực tế, đừng có đi hỏi chuyện. Hỏi hồi xưa vậy chứ Nguyễn Huệ đánh bằng cái gì, đánh giặc bằng cái gì? Thì đừng có hỏi mất công lắm. Ông biết đánh bằng gì mà ông thắng đường ta thôi. Mình đừng có nói hỏi. À, mình hỏi chuyện đó là, mình hỏi không phải là người trí thức hỏi, mà hỏi người có cái kiến thức đồ đá, đừng nên hỏi. Người đồ đá, đồ đồng đừng đưa vô hỏi cái thiền tông. Thiền tông không chấp nhận những cái hai cái thành phần này. Thành tông, thiền tông chấp nhận những người khoa học và người có cái đầu óc điện tử. Còn người đồ đá thôi, thiền tông không phải là khi người ta, nhưng mà anh sống vào cái thời kỳ hoang dã, đừng có hỏi cái chuyện văn minh. Nó sống cái thời kỳ đồ ở trong rừng núi, đừng có hỏi chuyện người văn minh. Mới đây thôi, đừng có nói chuyện mà trước đệ nhị thế chiến hỏi chiếc máy bay là cái gì. Trước đệ nhị đệ nhất thế chiến máy bay, nói tới máy bay là mơ hồ rồi, thấy không? Đó, mà thì mới đây thôi mà 14, 18 hôm nay chưa. Như 14, 18, 18 là nay mới có 101 năm thôi. Mà cái hình đó đã văn minh nó lên khủng khiếp vậy đó. Thấy không? Còn mình muốn vô thiền tông hỏi thì nên hỏi bằng cái đầu khoa học. Còn cái đầu đá thôi dẹp thì đừng có vô đây. Người ta đang bay máy bay mà bay theo. dùng con cái cánh bay theo, đừng có làm cái chuyện này. Thấy không? Mình bay theo người ta nói mình điên. Máy bay người ta bay ào ào cũng thấy người ta bay, tưởng như mình bay theo. Sao những cái chuyện ông nói chuyện không giống ai hết. Rồi hỏi câu khác đi. Trong trang mạng ngườiphậtử.com có bài VTV một cần có trách nhiệm vì tiếp tay cho Thiền Tông Tân Diệu phá hoại chánh pháp. Tác giả Chính Ngu có nói: Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát là chuyển cái nhìn mê ra ngộ. Nghe rất mơ hồ, vậy xin soạn giả Nguyễn Nhân giải thích rõ. Mê là gì? Ngộ là gì? Giải thoát là giải thoát khỏi cái gì? Và giải thoát đi về đâu? Bây giờ nếu mà trả lời thì tôi ngu theo cái ông Tri Ngu này. Trời đất cơ, người ta nói rõ như ban ngày mà không hiểu. Bây giờ tôi nói đừng có lấy cái đầu đồ đá mà hỏi cái chuyện nguyên tử. Thấy không? Mình đừng có hỏi. Nó đúng là cái hỏi này thì cũng cảm ơn nhưng không nên trả lời. Bây giờ ta công bố rõ ràng cái ngày 14 tháng 5, ta công bố hết 60%. Thì muốn em lên trên mạng coi. Giải thoát gì ta nói rõ ràng. Giác ngộ gì ta nói rõ ràng rồi. Mà cái này tôi nói thật á. Cái người hỏi này cái đầu óc nó kém quá đi. Cái giác ngộ hay là giải thoát này là nhà xuất bản cho xuất bản đàng hoàng. Nhà xuất bản tôn giáo, nhà xuất bản văn học cho xuất bản đàng hoàng. Mà công bố chính quyền tỉnh Long An cho công bố. Giáo hội tỉnh Long An cho công bố. Báo chí đến nghe, cả ngàn người đến nghe. Không lẽ một ngàn người kia là dốt ở sống đồ đá hết hay đâu. Thành ra cái câu này nếu mà trả lời thì tôi cũng thành đồ đá luôn. Tôi không trả lời, thấy không? Bây giờ đề nghị nâng cấp cái trí của người này lên bằng cái khoa học này. Lên đây tôi trả lời. Còn nếu tôi trả lời cái này thì tôi thiệt giống như con khỉ đột ngồi trong hang đá, không được. Thấy không? Cho tôi không trả lời cái này. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Tác giả Chí Ngu nói: Như ngài Vĩnh Gia Huyền Giác thông cả ba thông thiền Hoa Nghiêm Thiên Thai, nhờ đọc kinh Duy Ma Cật mà phát minh tâm địa. Vậy xin soạn giả Nguyễn Nhân giải thích cho con rõ. Một, phát minh tâm địa là gì? Hai, ngài Duy Ma Cật là một cư sĩ, tại sao lại được Đức Phật ấn chứng và để lại cuốn kinh Duy Ma Cật quý như vậy ạ?
Cái này đi tìm ông Trí Ngu này thì hỏi ông Thế Ca tại sao ông thu nhận ông Dương Ma Cật. Tôi bây giờ mới sống mấy chục năm nay, làm sao tôi biết những mấy ngàn năm trước. Còn chuyện ông Dương Ma Cật, ông Thích Ca kêu ổng trả lời thì cái này hỏi ổng chứ đừng hỏi tôi, làm sao tôi biết. Thấy không? Tôi chỉ biết người thật việc thật trả lời tại đây mà trả lời bằng khoa học. Còn ngu quá sao tôi không dám. Bây giờ tôi nghe chữ danh từ Thí Ngu là tôi hết hồn rồi. Nó Trí Ngu rồi mà đi hỏi cái người ta hỏi bằng khoa học không chứ. Đã Trí Ngu mà hỏi bằng khoa học không, ông nội tôi không dám nói nữa. À, phải để hồi đó đặt sao đặt Trí Khôn đi. Tôi ráng tôi trả lời chút này, Trí Ngu quá. Đã ngu quá. Giống như ra đường này, tôi giờ ông già xe rượu đi lình xình, đừng có đụng tới ông đụng ông chết liền á. Tôi trả lời ông nghe là ông bật ngửa ông chết luôn ạ. Thôi, thấy không? Mình đi xe bất cứ thấy ông già xe rượu làm ơn đi né ông đi. Ông gần tới ông phang vô xe mình là mình ở tù chung với ông. Thôi. Kêu ông á, bây giờ cô về cô nhắc lại, ông đặt là Trí Khôn đi, nhưng mà nên nhớ Trí Khôn phải hỏi bằng cái đầu khoa học tôi trả lời. Nghe không? Hỏi bằng hình ảnh không gian tôi trả lời. Chứ trời nó ngu quá, đánh nó ngu mà còn nói chuyện moi chuyện của ông Thích Ca ra. Ông Thích Ca làm sao tôi biết ông? Sở dĩ tôi biết cái này là do mấy ông tổ truyền lại. Có sách vở đàng hoàng, tôi lấy cái sách vở này tôi xuất bản lại thôi, chứ tôi đâu có moi hơn cái gì đâu. Khi mà ông Thiền Sư Thí Đức Hà Tạ đưa cho bà Đức Thảo này là 6 quyển sách chứ không phải nhỏ đâu. Trong đó có cái quyển không có chữ, là quyển giáo lý không có chữ, Kinh Vô Tự. Mà tôi cũng may mắn là mấy cuốn kia nó còn chữ, thành ra tôi mới móc ra tôi sửa lại, tôi coi lại. Chính cái bài mà của ông Thích Đức Hà đưa là ai? Cũng do một người khác dịch ra, chứ không phải bằng giấy thường, không phải là in thường, dịch ra. Dịch ra viết bằng cái gì? Viết bằng chữ Việt Nam bây giờ. Mà tôi thấy nhiều cái ông dịch sai, cái người dịch viết sai, họ không hiểu. Nhưng mà nên nhớ rằng cái tuy cái sai người ta không có sai nhiều, tôi có thể tôi chỉnh được. Nhưng mà từ đó 10 năm tôi mới bắt đầu tôi xuất bản ra, tôi mới sửa từ từ tôi sửa lại. Đọc bởi vì mấy chục năm tôi coi tôi biết rồi, tôi thấy trật nhiều lắm. Thành ra tôi nói đúng không phải giỏi gì, tôi mới nhờ bà Búc Trà cho tôi một bộ, ông Quỳnh Sạch cho tôi một bộ, bà Thảo đưa tôi một bộ, nó cũng y chang vậy chứ. Nhưng mà mỗi người dịch ra mỗi kiểu. Tôi thấy giống như cái thiền sử Trung Hoa đó, ở đây mình có nhiều người dịch, nhưng mà tôi thấy mỗi ông dịch một kiểu, cũng cái câu chuyện mà mỗi ông dịch một kiểu. Thì làm sao mà người kia trúng được. Nhưng mà nên nhớ rằng cái gì cũng vậy, cái căn bản của nó, mình học cái đạo Phật Thiền Tông là học căn bản. Nhân quả là cái gì sanh ra nhân quả, giải thoát công thức như thế nào, đây ta học công bằng công thức. Còn muốn học cái tổ chức một cái tam giới như thế nào, mình phải hiểu mà hỏi bằng khoa học. Mà khoa học đó bây giờ nó đã chứng minh rằng hệ mặt trời mà ngày xưa Đức Phật gọi là tam giới, bây giờ khoa học nó gọi là hệ mặt trời, y chang với cái tam giới giống vậy khác. Đó. Thì bây giờ tôi nói là tôi căn cứ vào những cái tuyệt đỉnh của Đức Phật để lại. Còn những người hỏi tôi xin lỗi, ví dụ mình cái trí mình khá khá chút đi hỏi, mà trí ngu quá thôi đừng hỏi. Hỏi thì hỏi là thành ra tôi trả lời tôi cũng ngu theo. Sao không được, thầy thôi cho tôi bỏ bớt cái này đi. Tuy cái trí khu ngu mà nếu mà hỏi cái gì hay á thì tôi ráng tôi trả lời. Còn hỏi trời ơi, hỏi chứ tại sao mà ông Duy Ma Cạch được Đức Phật chọn hỏi vấn đề thiền tông? Trời ơi, không biết được. Bà Thảo bà có biết không nữa? Không biết ông Trần Nhân Tông biết không, chứ đừng nói tôi. Ông Trần Nhân Tông này cách 730 năm rồi đó. Thì làm sao tôi mà còn xa lắc, tôi bây giờ tính thua ổng 2500 năm sau tôi mới ra đời. Làm sao tôi biết, thấy không? Cái này hỏi bởi vì cái người hỏi cái này là không có trí thức, không có hiểu. Muốn học đạo thiền tông thì học bằng trí thức, trí tuệ. Còn không trí tuệ đừng có học thiền tông, thì thà mình cứ ngồi đó mình chổng khu mình lại đi. Mình lại chết bỏ, thấy không? Mình cúng chết bỏ.
Đó. Người không trí thức thì phải đi lại và đi cúng người ta. Thiền tông không lại ai, không cúng ai mà học bằng trí tuệ. Nếu người nào hiểu bằng trí tuệ tôi sẽ trả lời, còn nếu không trí tuệ thôi đừng hỏi. Giờ hỏi câu khác đi. Dạ, câu cuối cùng ạ. Cuốn Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được công bố ra có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là đường giác ngộ được phơi bày, đường giải thoát được mở ra, mở cửa rõ ràng. Mục đích thứ hai là mê tín được giảm 50%, vị dị đoan được hoàn toàn xóa sạch. Mục đích thứ ba, để mở đường cho giáo lý của Đạo Phật được công bố ra 40% tuyệt mật để loài người, các giáo phái, các quốc gia trên khắp thế giới giảm bớt sự tranh giành, chém giết, hủy diệt sự sống của loài người và muôn loài. Vậy xin soạn giả Nguyễn Nhân cho con biết mục đích thứ nhất soạn giả và chùa Thiền Tông Tân Diệu đã thực hiện xong, giúp cho những ai chịu tu pháp môn thanh tịnh thiền được trở về Phật giới. Mục đích thứ hai để xóa mê tín dị đoan là nhiệm vụ của ai? Và mục đích thứ ba công bố giáo lý Đạo Phật Thiền Tông là nhiệm vụ của ai ạ? Bây giờ tôi trả lời câu thứ nhất. Ý thứ nhất là cái gì hỏi thì tôi lặp lại cái ý thứ nhất. Ý thứ nhất là Huyền Ký Đức Phật được công bố ra có 3 mục đích. Mục đích 1 là đường giác ngộ và giải thoát được mở rõ ràng. Thì chùa Thiền Tông Tân Diệu và thầy Nguyễn Nhân đã thực hiện xong ạ. Thế mục đích thứ hai? Thôi. Thì đúng ra là cái Huyền Ký của Đức Huyền Ký Đức Phật đã công bố ra. Đạo Phật nó có 4 cái giới, một là giác ngộ, tôi đã nói công bố rồi, giác ngộ là cái gì tôi đã nói hết rồi. Giải thoát công thức đã đi rồi bằng cách là đã truyền thiền. Những người truyền thiền đều hoàn toàn biết cái công thức trở về Phật giới hết. Đó là nhiệm vụ của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thấy không? Đó là nhiệm vụ của... Còn cái nhiệm vụ mà xóa mê tín gì đó là ai được quyền cái này? Nhà nước. Nhà nước quản lý quốc gia mà. Thấy mê tín thì ổng chính quyền, ổng được quyền xóa cái này. Là nhiệm vụ của ổng, ổng xóa, ổng xóa chuyện của ổng. Đó, thì tôi, cái chùa Tân Diệu là có các cái bổn phận là công bố cái giác ngộ là cái gì. Tôi nói hết ra. Từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn, tôi đã nói hết trắng ra rồi. Thì cái đó là gọi là giác ngộ. Còn giải thoát là công thức tôi đã chỉ đi đường về rồi. Mà điển hình là 2 tuần có truyền cho 20-30 người đó. 20 người lại còn cái chuyện họ về được bao nhiêu là chuyện của họ. Tôi chỉ đường đi rồi, còn họ muốn đi, không đi, chuyện của họ. À, muốn đi thì phải làm đúng thủ tục. 3 sư thì ta đi. Cứ giờ biết rồi không đi thì sao? Nếu giờ mới truyền thiền đến ngày mai về đi lên núi Bà Đen cúng nữa làm sao? Làm sao đi giải thoát được? Đó, mình phải hiểu cái này. Còn vấn đề mà mê tín là nhiệm vụ của chính quyền địa phương mà lãnh đạo cao nhất là quốc gia. Quốc gia muốn xóa cái mê tín thì phải từ quốc gia có những cái văn bản soạn ra để cho địa phương người ta thi hành. Đó là nhiệm vụ. Còn ở vấn đề mà sai, các tín đồ tu sai là hoàn toàn là cái của mấy ông lãnh đạo giáo hội. Lãnh đạo giáo hội chùa tu sai, chùa mà gọi là thờ phượng sai là do cái người lãnh đạo của đạo người ta chịu trách nhiệm. Vì thế mà tôi nói là cái này chùa Thiền Tông Tân Diệu có 4 phần, nhưng mà nó có 2 phần tôi đã làm xong. Còn 2 phần này tôi nói ra để cho cái người có nhiệm vụ làm. Mà tôi nói ngày xưa khi mà Thiền Tông chưa nói ra thì đốt cái tiền vàng mã mít trời luôn, phải không? Dân sao giải hạn chùa nào làm hết. Nhưng mà khi vừa rồi thì dân sao giải hạn được giáo hội cấm rồi. Đốt cái tiền vàng mã đã cấm rồi. Thì nó cũng có tác động, tác động một phần nhỏ rồi đó. Thì còn tiếp nữa là do bên kia. Còn hồi nãy nói về cái công bố mà cái giáo lý á, thì tôi cũng nói ra là bây giờ thì có nhiều người họ muốn
xuất bản cái này. Tôi nói tôi đã từng nói rồi, có đủ tư cách xuất bản không? Lại đây tôi giao cho, biên bản tôi giao. Còn anh không có đủ tư cách xuất bản thôi đừng có hỏi. Tôi đã nói rất rõ ràng. Thì cái chuyện này nó sẽ diễn biến trong vòng 2 tháng tới. Giáo lý có thể xuất bản là không, trong vòng năm nay thôi. Còn không được thì thôi. Thì cứ ráng đợi đi. Thấy không? Từ đây, trong năm nay 2019, có thể xuất bản được hay không là biết. Nhưng mà giờ tôi không biết là ai xuất bản, nhưng mà tôi nói là sẽ trong vài tháng tới sẽ có biến chuyển. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, xin cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con. Con xin hết ạ. Câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, giáo lý được xuất bản có lợi ích gì cho đất rồng ạ? Thì giáo lý xuất bản là nói 100% về tổ chức cái xã hội này và từ con người vạn vật. Thì bây giờ cái quyền ký thì mới xuất bản ra 60% thôi. Có nghĩa là tất cả những gì bây giờ mình suy nghĩ nè, tất cả những người mà không phải tu thiền tông thì còn đi chỗ này cúng chỗ kia lại chỗ tin đủ thứ hết, cái đúng cái gì tin đấy. Nhưng bây giờ hỏi chứ người tu thiền tông có còn tin tầm bậy nữa không? Hoàn toàn không. Mà thí dụ tôi cho lọt hay cũng gì cũng lọt 20-30% đi, nhưng mà cũng còn được cái số lớn người ta không tin tầm bậy thì nó có lợi. Thì cái giáo lý thì nói ra 100%, còn quyền ký 60%, thì cái năng lực nó sẽ cao hơn. Có nghĩa là nếu mà trường hợp mà cái giáo lý được toàn dân Việt Nam đọc, mình bây giờ kể như gần 100 triệu đi, nếu mà 100 triệu đọc thì tôi cho 80% thông mê tín đơn xã đây, thì dân tộc mình đã lại sáng suốt được 80%. Rồi còn mê tín nó còn tồn tại trong trái đất này không? Tồn tại trên nước Việt Nam mình không? Nó có lợi là lợi chỗ đó. Nếu mà giáo lý đi ra rồi thì khi nào biểu tôi đi mê tín, tôi không mê tín. Để ta hiểu rồi. Thì bây giờ điển hình là những người tu thiền tông là biểu đi lại, có ai lại không? Có đi chỗ này cúng chỗ kia, hoàn toàn không ai đi. Nhưng mà mình nói hoàn toàn là không đúng, nhưng mà trong này có nhiều người, bởi vì ông Phật nói trong cái số người đó cũng có nhiều cái số người họ chưa bỏ hẳn được cái thói quen của họ. Nó thì nếu mà cái giáo lý mà nó xuất bản ra đúng mức của nó rồi, toàn dân Việt Nam ai cũng có một quyển này, thì khúc đó là nhà nước khỏi cần dẹp mê tín, tự động nó cũng dẹp. Nhà nước khỏi lo cái chuyện này, nhà nước lo chỉ phát triển quốc gia thôi, phát triển cho có công ăn việc làm cho toàn dân được gom no ấm thôi, còn ở chuyện mê tín không cần. Cái ban dẹp mê tín ông dẹp luôn đi, ông khỏi cần phát tiền cho những cái cán bộ mà dẹp mê tín thì khỏi luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, người học thiền tông bán sách thiền tông đúng kinh, in trên sách không tặng, vậy người mua nếu họ khinh chê hay xé bỏ thì người bán có bị ác đức không ạ? À? Cái bán là bình thường thôi, chứ còn có chuyện nào mà cô mình đem mình ép mình tặng người ta đó, là cái người đó mới có. Còn thì tôi bày ra tôi bán thì ai muốn mua thì chịu người ta ha. Còn mà xé bỏ là cái chuyện đó, chừng nào mình đi ép người ta mua đó ha, hoặc là ép cho người ta, người đó mới ảnh hưởng thôi. Còn bán bình thường đâu có gì đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, các vị tổ thiền tông nắm vững huyền ký, hiểu rõ về lời Phật dạy, tại sao các tổ đã kiến tánh? Vậy kiến tánh này có ý nghĩa như thế nào ạ? Kiến tánh này là thấy bằng tánh Phật, người ta mới hiểu vậy thôi. Nên nhớ là kiến tánh nó khác, thấy bằng tánh Phật nó khác, mà trở về Phật giới nó là khác. Giống như anh thấy đường mà anh không chịu đi về, anh đi vòng vòng nữa thì đâu thua gì. Cái người mà có cái nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền tông đi, người ta có cái nhiệm vụ khác. Cái nhiệm vụ là có nhiệm vụ là giống như bây giờ mình nói về hồi trước đó, giống như anh chị dâu Liên thôi, từ đây ra Hà Nội đó 1.000 cây số nó có 1.000 ông bà dâu Liên, một cách số một cây số nó có một người.
thì điểm A giao cho điểm B, điểm B, điểm C vậy thôi, có nhiệm vụ vậy thôi, thấy không? Chứ mấy ông tổ chỉ là một người có nhiệm vụ đưa cái nguồn tiền này đi thôi. Là gì? Nên nhớ một điều á, từ cái ông Mahakajip mà đưa cho đến cái tổ 36, không phải mà một mình người đó mà di chuyển được đâu. Tất cả những ông tổ mà đi tìm ông tổ thứ hai không phải tự nhiên ông biết đâu. Vậy tôi chỉ nói vậy thôi. Đó, từ người biết. Bây giờ tất cả những người nè, mình thấy ở đây nè, ví dụ người nào mà lớn lên muốn đi mua cái nhà đó, chưa chắc mình đi mua được đâu. Nhưng mà cái mình mà có cái số mua cái nhà đó rồi đó, tự nhiên nó sẽ đến mua. Còn mình không có, hoàn toàn mua không được. Thì cái ông tổ vậy đi tìm cái ông thứ hai là do ông Phật ông chỉ định như thế nào tôi không biết. Nhưng mà bắt buộc là cái người sau cùng phải giữ cái này và đưa cho bà Thảo này nè. Là hợp đồng giữa người này với bà Thảo. Thừ ông lúc ông Thích Ca 24 tuổi lận chứ không phải nhỏ đâu. Bà Thảo này đời trước không biết mấy đời trước, bà mới gọi là công chúa mới có 8 tuổi thôi. Con của vua chứ không phải nhỏ đâu. Và lăn lộn như thế nào mà giờ sau cùng trở thành cái bà bán giải ở Chợ Lớn. Rồi bà về đây bà cắt cái chùa này. Cái này nó có cái liên quan thôi. Nhưng mà cái đó mình đi mổ sâu vô thì mình nói ra có nhiều khi nó hơi tưởng tượng chút. Cái đó là do ông Phật ông sắp đặt thôi. Thì mình phải hiểu cái thiền tông này nó đi theo cái hệ thống của nó. Chứ không phải đơn giản đâu. Mà mình nói ra đó thì cái người mà ta nhận thức được thì tốt, không thức được thì họ nói mình chuyện quan đường, đúng không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong các kinh thường nói các vị tổ ngồi tòa sư tử thuyết pháp, vậy tòa sư tử là ẩn ý gì ạ? Ai nói tổ mà ngồi tòa sư tử? Cho nói tầm bậy. Bây giờ con suy nghĩ nè. Cái con sư tử nó hiền hay nó dở? Mà con giáp trèo lên con sư tử con ngồi á, con nói chuyện á, là ai điều phục nổi con sư tử này? Có nghĩa là ngồi được trên cái tòa sư tử này, ngồi được cái tòa này ở anh thuyết pháp, là tất nhiên anh phải trùm được cái đạo Phật thì anh mới được trèo lên cái này nói. Chứ đừng có anh trèo lên cái này nói rồi anh đem cái anh cúng hoặc anh tụng là chết rồi. Cái tòa sư tử đây là ý người ta nói là cái tòa, cái con sư tử nó dữ lắm, mà anh điều ngự nổi nó, mà anh trèo lên này nói là anh phải nói cho đúng. Còn nói tầm bậy thì anh qua chừng con sư tử nó cắn anh chết luôn á. Thấy không? Phải hiểu cái thế giới này. Tòa sư tử ý là anh muốn, anh đã điều phục nổi con sư tử này thì anh ngồi đó anh phải giảng pháp người ta, thuyết phục được người ta. Còn anh đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ, đừng có đem bùa ngải vô, rồi đừng có cúng tụng vô, rồi anh đừng câu thần chú vô, không được. Cái đó là chết anh. Bởi vậy Đức Phật ông đã thẳng ngồi nổi tòa sư tử thì anh mới nói được cái pháp bất nhị này, pháp bất nhị của thiền tông này. Còn nếu anh không phải ngồi sư tử thì anh ngồi xuống cái lưng con trâu á. Bây giờ có nhiều người đang ngồi trên con trâu họ tu á, thì vô cái đó được. Nó phải hiểu. Còn lên cái tòa sư tử không phải dễ đâu. Bởi vậy vô tòa sư tử là anh phải có 10 cái gì này: điều ngũ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Anh phải điều ngự được cái này thì mới ngồi cái tòa sư tử mới giảng ra được. Còn nó không hiểu ngồi đó sao nói là mấy bà anh sư tử nó quật cắn anh chết luôn á, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, trên mạng người học thiền tông cắt ghép hình thiền sư ni Thức Thảo, hình bác Nguyễn Nhân đăng bài tràn lan, việc chia sẻ như vậy có trí tuệ không ạ? Không, hoàn toàn không. Cái này coi chừng nó quật chết luôn. Đừng có làm cái chuyện đó. Chính ông Phật, chính cái hình Đức Phật mà mình cũng phải đụng đâu mà nói. Bây giờ này nói xin lỗi, mình làm ra rồi nó đem nó dục sao? Dục đống rác rồi sao? Bởi vậy tại làm sao mà cái hình Phật mà khi mà mình không sử dụng nữa mình phải thiêu, phải đốt. Phải trọng chứ. Những cái chuyện gì mà ta nói về cái chân thật phải trọng. Đừng có làm tầm bậy.
Đừng có tưởng đâu mình truyền bá cái này là mình có phước, mình bị mang họa đó. Nghe không? Mình nhớ đừng có làm cái chuyện này. Giống như là mình truyền bá cái thiền tông này nè, đừng có đụng đâu mà cho đó. Cái cuốn sách mà người ta gọi 36 vị tổ Hoàng Đức Đức Phật dạy tu thiền tông rất quý, nhưng mà dễ dầu ngày xưa. Ngày xưa cái chuyện ngày xưa mà ông Phật giảng mà bây giờ mình nói lại mà người khác nghe, thì có khác nào ông Thích Ca ngồi ở đây giảng đâu. Tại sao mình không biết cái này? Mình đã làm ở chuyện đó rồi. Cái người đâu phải trên thế giới này, đâu phải là ai. Ví dụ cái đạo thần nó đâu có chấp nhận cái đạo Phật, cái đạo thánh đâu có chấp nhận đạo thần, đạo trời đâu có chấp nhận đạo Phật. Thì đương nhiên nó phải phản ứng rồi. Phản ứng là người làm vậy là tự mình đào sâu xuống cái tầng địa ngục 18 mà mình không đào, đào xuống cái 19 luôn á. Rồi mình đi đâu? Không trí tuệ, người làm vậy không trí tuệ. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi bác chết thì không có người thừa kế giáo lý thiền tông nữa. Vậy tại sao hiện nay cả ba miền Bắc, Trung, Nam có nhiều người xưng mình là người thừa kế giáo lý ? Thì đã nói rồi, tôi muốn xưng gì xưng chứ. Đó chuyện bây giờ nè. Bây giờ ông Thích Ca đó, ông có cái pháp này ông để, ông truyền cho 36 vị tổ. Thì cái chuyện đó ông biết rồi, rồi tới ngày nào phổ biến ra ông biết hết. Rồi cái giáo lý này, cái đạo Phật Thiền Tông nó đi đâu ông biết. Còn tôi tới đây, bà Thảo, bà Giao, tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi tôi chết rồi thì kệ. Ai có tâm tài lực trong quyền ký cứ nói là ai có tâm tài lực thì nói dòng Như Lai. Thì cái lúc đó thì còn người nào có tâm tài lực đi. Còn cái không có đấy thì giống như trong kinh nói sao? Mình không phải quốc vương mà xưng là quốc vương là sao? Mình nên nhớ rằng mình không phải là cái được chánh thốc truyền thiền mà mình nói là mình nối tiếp thì anh coi coi chừng. Thì cái đó thì tôi không nói trước. Nhưng mà Đức Phật nói là ông có quyền ký là người có tâm lớn thì nối được cái dòng thiền này. Còn mà lợi dụng cái dòng thiền này thì coi chừng. Giống như trèo lên tòa sư tử, chưa điều phục nó mà trời nó mới vừa mở miệng rồi nó vập vô. Bập một cái té xuống thì chết luôn. Rồi nó cắn mình, nó ăn thịt mình luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là có nhiều Phật tử nói rằng là khi mà tu pháp môn thiền tông thì không nên đi chùa làng nữa. Nói như vậy có đúng hay không? Không đi chùa gì? Chùa làng. Chùa mình cứ đến cái chùa, cái làng đó chùa văn hóa, làm sao mình không đến. Biết đâu ngày xưa cái chùa người ta lập ra là ông sư, hồi xưa ông dạy cái này sao? Mình sao không đến? Có nghĩa là mình đến, mình xem coi người ta như thế nào, mình có thể mình chỉnh được không? Ví dụ ông chuyên môn cúng thì mình hỏi ổng về cúng ai ăn. Bây giờ thì mình đến cái chùa làng mình mới nói thế này nè. Bây giờ đó thì con không người thường, bây giờ con hỏi thầy nha. Thầy tu theo đạo Phật để làm gì? Thầy lập cái chùa để làm cái gì? 10 ông nói tôi lập ở chùa để giác ngộ, rồi dính bẫy mình đi theo ổng, dẫn người theo ổng. Dẫn có ổng giác được tới đâu? Ổng giác được mấy thước? Thấy không? Còn có thì mình làm ơn nói thôi, cái chùa này rất quý thì thôi thầy nên chỉnh là đi. Giờ thiền tông nó ra công bố rồi, thầy nên đi tìm đi để làm cho đúng. Chứ đừng có làm chuyện mê tín. Mình nói vậy là mình nói nhẹ nhàng ổng vậy thôi. Thì mình nói mình khéo mà đừng cho ổng kêu bằng bắt bẻ mình. Có nghĩa là mình phải gài ổng nói là cái chùa tôi tu dạy giác ngộ giải thoát là bắt đầu vô. Còn mà nếu mà tu ổng nói tôi vô đây cầu phước cầu này thì hoặc là cầu giảng sanh gì đó, thì mình lấy cái kinh tiểu thừa ra, cái kinh pháp cú ra. Ông Phật ổng nói dục củ đá dưới sông mà nếu ông tụng lên nổi á thì đúng, còn tụng không nổi là ông làm chuyện tầm bậy. Đưa nói cái kinh pháp cú cho ông nghe, ông giật mình đi rồi sẽ tính. Mình người trí tuệ thì dẫn ông đi, dẫn đi từ từ, mình cũng không bác ông. Nhưng mà người nào khó chịu quá thôi mình né đi, mình trốn đi. Thấy không? Mình tới dẫn tới, nhưng mà để mình tìm cách giúp người ta. Chính mình độ một ông thầy thì mình độ được 1.000 người. Mình đổ 1.000 người, một người ngoài không bằng một ông thầy. Một ông thầy mà ông quản lý một cái chùa nha, mà được 500-700 người, 1.000 người mà đổ được ông thầy này thì mấy trăm người kia theo hết.
mình công đức mặc tình mà hốt. Giống như cây sung nó rụng mặc tình mà lấy mà hốt. Phải không? Phải hiểu cái nguyên tắc đó, đó. Muốn giúp người ta, mình đừng có thấy cái chùa người ta về mình không tới. Mình tìm cách mình hỏi để chi, mình gửi cho ổng. Nếu mà ổng đồng ý mà đối thoại với mình thì mình tìm cách đối thoại với ổng để mình cứu ổng đi ra khỏi cái mê tín. Mà ổng không, một ông thầy mà không mê tín rồi thì chắc đệ tử ông thầy theo luôn. Đó, mình xong độ một người mà cứu 1000 người là chỗ này nè. Rồi, rồi hỏi tiếp đi. Trong buổi giải đáp trước thầy có nói độ mình còn không nổi, huống hồ độ chúng sanh. Vậy tại sao giáo lý lại không được xuất bản ra để cho giúp mỗi người được một cuốn thì 90 triệu người dân Việt Nam đều được hiểu về giáo lý Đạo Phật Thiền Tông ạ? Cái câu hỏi này đặt sai chỗ. Cái câu hỏi này thì phải hỏi lãnh đạo, lãnh đạo tôn giáo. Nó cái này nó hay quá, bây giờ tại sao mà mấy ông cấm? Nó tôi đâu có cấm, quyền ký đã cấm rồi, tờ giáo lý rồi, ông trầm tự cho ra. Có nghĩa là quyền ký khai thông thì giáo lý mới được xuất bản. Mà xuất bản này khả năng là do mấy ông, chứ không phải cái chùa Tân Diệu không có khả năng này đâu. Chùa ta giờ không có khả năng xuất bản cái này. Vì cái sách này không được quyền bán. Nguyên tắc, cái quyền giáo lý không hoàn toàn bán. Cái quyền ký còn có thể bán được. Có thể thôi. Nhưng mà đa số quyền ký tôi cũng đã tặng hết cho tụi mấy. Thấy không? Nhưng mà về sau muốn nuôi nó lại thì phải lấy một số nhỏ bán để nó cho nó cái dòng thiền nó chạy thôi, chứ nếu mà tôi cỡ có tiền cỡ nào làm cái gì là chịu không nổi đó thiệt. Thành ra bây giờ làm bao nhiêu rồi tôi cũng phải đưa tu bổ cho chùa này, với cái xung quanh những cái chuyện tôi làm nó lớn lắm trong bà nhỏ rồi, nhưng mà tôi không nói. Mà trước khi tôi nằm xuống là tất cả những cái gì mà tôi biết tôi phải phôi bày ra hết. Tất cả là ở đây không còn chỉ chụp hình mua thích cái gì. Trong đó là những cái điểm mà quan trọng nhất tôi sẽ đưa vào bia đá hết. Nghe không? Tôi không xuất bản nhưng tôi đưa vào bia đá được. Thì bây giờ ai có cái ý á, với lại bây giờ mình không phải là dựng máy chụp hình như ngày xưa đã viết mất công. Đưa cái máy vô chụp cái đem về nhà muốn rọi bao nhiêu cái ra là. Bởi vì đời khoa học mà. Hồi xưa mà thí dụ thấy cái bản nó ngồi viết, lấy giấy viết chứ chớ mở thì giờ chụp cái đấy đem về nhà muốn rửa mấy tấm rửa, muốn in ra mấy tờ in, phải không? Nó vậy đó. Khoa học nó là vậy. Thành ra bây giờ cái chuyện mà nói giáo lý thì tôi sẽ nói là nó có thể là trong năm nay có thể giải quyết xong cái vấn đề này. Thì cũng nên nhớ đi, cái gì rồi nó cũng vậy, cái gì nó không thể đóng băng lâu dài được. Nghe không? Mà bây giờ là mở đường băng là có nơi, nơi tự cái nơi cấm thì kiểu nơi đó phải mở. Giống như mà Đông Phật ổng hỏi chứ có cái người nào mà dám mở cái sợi dây xích đầu con cọp. Có nhiều người nói trật lắc, ông nào cột con cột thì ông đó lại mở, dám lại cột nó thì phải ông phải lại mở. Thấy không? Cái người đó có tài vậy. Ủa, con cột vậy mà dám lại cột nó thì giờ mà mở cũng phải là có cái kỹ thuật mở chứ. Đó là vậy. Thì người nào cấm cái này người đó phải mở. Thì tôi nói vậy rồi từ từ ý mình hiểu, muốn hiểu sao hiểu. Rồi hỏi tiếp đi. Hết thôi. Hỏi đi. Hiện tại đã hết câu hỏi rồi. Xin mời anh ạ. Thưa Xuân Giảng, cho con hỏi câu là cái công đức mà phải bôi đen và công đức bị bôi đen nó có khác nhau không ạ? Bây giờ bị bôi đen không bôi đen cũng giống nhau, giống như cái viên kim cương này nè. Anh tự anh bôi, còn mấy người khác bôi. Là sao? Vì cái thế giới vật lý này là âm dương, lưu hành mới được cái âm dương. Còn nếu mà công đức nó không lưu hành được. Vì thế bắt buộc cái người có sở hữu này phải bôi. Không có thì ông cái người quản lý thế giới này phải bôi để cho nó lưu hành. Mà
nó lưu hành xong rồi, khi nào mình đi về Phật giới á, thì bởi vì tất cả những người đây là cái số mạng mình là do cái ông thần ông biết. À, ông này tới 80, 90 tuổi cũng chết. Thì gần chết rồi 5-3 năm sau để ông cho mình tạo tự do để chi, để cái này là để cho mở con mắt trung bấm thân thôi. Chứ còn Phật nhãn cũng không mở được. Muốn Phật nhãn mở thì phải vào trung tâm vận hành thì Phật nhãn mới mở được. Phải không? Vì muốn lưu hành ở đây thì lâm hành trong âm dương phải bồi hết cái công đức. Nhưng mà sau cùng mình gần về thì mình thì ông thần mới để cho tự do, để cái trung ấm thân mình nó mở để nó đi. Rồi. Thưa thầy, trước đây thầy nói là cái trung tâm vận hành luân hồi là nó nhỏ như nhỏ hơn chiếc đũa. Thì cho con hỏi có phải là đây là một cái kẽ hở giữa tiếp giáp giữa điện từ âm dương, khi mà giáp lại là chỗ đó có phải là điện là trung tâm vận hành không thầy ạ? Bây giờ không có kẽ hở, thế giới vật lý này nó vậy. Bây giờ nè, con có trái banh nha, con để lên cái bàn đó, cái banh nó là cái tam giới đó. Con nắm con quay một cái trái banh nó quay ở trên cái bàn gì. Cái chỗ mà không quay cho nó là gọi là trung tâm vận hành luân hồi, đầu trên hút vô, đầu dưới đi ra, cái đó gọi là trung tâm vận hành luân hồi, không phải là kẽ hở. Đây là quy luật vật lý, có cái hút vô thì phải có đi ra. Con người ta có ăn nuốt vô phải đi ra, nuốt vô không có đi ra sao con chết liền á, phải không? Thế giới vật lý là thế giới vật lý, có vô thì phải có ra. Từ tam giới trái đất, con vật lớn vật nhỏ nó phải đi theo quy luật này, gọi là quy luật vật lý, con hiểu không? Là nói thẳng vậy đó. Bây giờ con về con suy nghĩ, con kiếm trái banh, con quay ở trên cái miếng đất, cái chỗ mà nó không quay, chỗ đó là chính là trung tâm vận hành luân hồi. Nhưng mà chỗ không quay giữa cái trái banh có thể bằng cái kim thôi. Còn nếu mà tam giới thì ví dụ mà một thước đi mà con thấy bằng cái kim rồi một cái đất nó bao lớn, rồi một tam giới nó bao lớn, nó phải theo cái tỷ lệ của cái vật lý, nghe không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Bởi vì vô trong này học nên nhớ phải tìm làm sao mà giải thông được cái tam giới. Từ cái vận hành của cái tam giới con phải thông đàng hoàng thì con mới biết được cái này. Còn nếu không thông được cái này thì hoàn toàn là mình tưởng tượng thôi. Rồi thắc mắc hỏi tiếp. Thưa thầy, con coi trên YouTube thì có một phóng viên báo pháp luật hỏi thầy Thích Nhật Từ á, là nghiệp là gì. Thì thầy Thích Nhật Từ nói á, là Đức Phật chia nghiệp ra ba nhóm hành vi. Nhóm hành vi thứ nhất là nhóm hành vi tư duy, và nhóm hành vi thứ hai là nhóm hành vi ngôn ngữ, và nhóm hành vi thứ ba là nhóm hành vi hành động tay chân. Thì thầy cho con hỏi là cái tư duy có được xem là hành động không? Cái đó được có xem là hành vi không à? Và lời nói tức là ngôn ngữ có được xem là coi như là hành vi không? Mà Đức Phật nói là thầy Thích Nhật Từ nói là cái này Đức Phật chia ra ba nhóm hành vi, thì cho con hỏi là thầy Thích Nhật Từ sai hay là Đức Phật sai? Thầy là mà thầy Thích Nhật Từ nói là thì trích cái này trong kinh nào hoặc là hay là sách nào thầy ạ? Bây giờ mình không nói ông Nhật Từ sai hay ông Phật sai, mình nên nhớ hỏi cái này nè. Muốn đi vào cái thế giới này á, là mình phải hiểu cái Phật giới như thế nào, cái tam giới như thế nào, quy luật nhân quả như nào, đi theo quy luật. Bây giờ tại làm sao mà những vị tu trước á, họ không hiểu về thế giới vật lý. Nên nhớ một điều là nếu họ hiểu thế giới vật lý hoàn toàn họ không dám tu cái kia. Vì thế mà mới vừa rồi, hai tuần nay tôi có nói về đề người mù rờ voi, nên nhớ không? Thì từ tiểu thừa cho đến đại thừa là mỗi người ta tưởng tượng, ta tu đụng cái gì ta tưởng tượng cái nấy thôi, mình không nói ai sai đó. Nhưng mà muốn hiểu cái này thì em phải hiểu quy tắc vật lý, người nào hiểu cái vật lý này. Còn những cái tưởng tượng người ta nên nhớ rằng bây giờ đó, tôi hỏi vậy chứ bây giờ tất cả những điện đốm hay là xe cộ ở thế gian này nó chạy bằng cái gì? Nó chạy bằng điện phải không? Ngày xưa nói điện ta không tin. Thì bây giờ con người mình hoạt động bằng cái gì? Trái tim nó bóp,
Trái tim mình giống như cái gì? Giống như cái nhà máy phát điện, cái dynamo phát điện. Phát điện ra thì cả châu thân mình bằng điện hết, nó hoạt động từ tay chân nói hoặc là suy nghĩ hành động nó bằng cái điện. Không có cái này là không hiểu được. Vì thế mà những người mà họ tu về vật lý không hiểu cái nguyên tắc vật lý. Anh muốn tu đạo Phật thì anh phải hiểu cái nguyên tắc vật lý anh mới tu được. Anh muốn thoát ra cái quy luật vật lý, anh phải hiểu cái quy tắc vật lý anh mới ra được. Thấy không? Giống như là ở thế gian này anh muốn hành cái nghề kim khí điện máy gì đó thì anh phải tốt nghiệp bằng kỹ sư đó anh mới hiểu được. Còn anh tay ngang không làm được đâu. À, còn cái chuyện mà bây giờ nói đúng ra mấy ông vật lý á, thì giống như người mù sờ voi. Con suy nghĩ đi, ông đang sờ cái bụng mà ông thì con rờ cái lỗ tai, hai ông này cãi lộn thôi, làm sao con có hiểu cái hình mù hình năm anh mù sờ voi không? Thì bây giờ hỏi với cái anh mà đụng cái ngà, nắm cái ngà với cái đuôi á, hai ông này có thống nhất không? Hoàn toàn không thống nhất. Rồi sao? Mà chỉ thống nhất là cái ông đứng, ông dòm á, ông nhờ ông thứ sáu á, mới hiểu được. Thành ra đừng có cắt nghĩa, đối với mấy ông vật lý hoàn toàn đừng có cắt nghĩa gì ông hết. Có nghĩa là ông không hiểu, thành là giống người mù sờ voi ngồi đó con giải thích bắt công lắm. Thấy không? Thành ra ông này nói sao nói kệ ông. Ông nói gì cũng đúng hết á, đặng cho ông vui vậy thôi. Một câu chuyện nhưng mà 10 ông nói 10 kiểu thì nó cái gì cũng đúng rồi. Thì bây giờ thí dụ cái người đứng ngoài hỏi chứ ủa cái gì anh cũng nói đúng hay sao? Chứ bây giờ nó mù, bây giờ mình hỏi nó cãi nó. Đánh ta mù rồi mà còn cạo cãi nữa. Thành ra mình cãi mình mù theo, mình chỉ đứng mình cười thôi. Hiểu không? Hiểu ẩn ý về cái chuyện đó không? Còn ông Nhật Từ sai đúng là chuyện ông không hiểu thế giới này. Nếu ông hiểu thế giới này xin lỗi, ông không có cúng đâu, ông không có làm bùa phép đâu, ông không có đem đám cưới vô chùa đâu. Nếu ông hiểu thì ông đâu làm cái chuyện đó, phải không? Vì ông tưởng mà, ông tu bằng tưởng. Ông làm bùa, ông kiếm tiền thì tưởng. Ông làm đám cưới có tiền cưỡng, ông bình luận bóng đá có tiền, vậy thôi. Ông tu bằng tưởng. Mà trong khi đó Thiền Tông không tưởng, dừng, buông, dừng, thôi dứt, hết liền tử sanh. Mà ông đâu có chịu buông đâu. Cái gì ông cũng dính hết. Bóng đá ông cũng giỏi số 1. Đám cưới cũng tổ chức number 1. Rồi làm bùa phép, làm bùa nhau là số 1 luôn. Rồi alo, alo, dạ con xin chính chào chú Nguyễn Nhân, xin chào ban điều hành của chùa Thiền Tông. Dạ con xin hỏi chú là, con xin hỏi chú viện chủ là, con hỏi về cái điều khuất, tức là giữa hữu hình và vô hình, thì con có, hiện tại trong thân con nó có một cái điều khuất, tức là về vô hình á, thì con xin trình bày nó như thế này. Dạ con xin hỏi là hai câu. Là câu thứ nhất, dạ câu thứ nhất á, là vào ngày, vào khoảng 2 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 3 là năm Bính Thân, tức là ngày 7 tháng 4 năm 2016, thì con đang đứng ngoài nhà sau, thì tự nhiên cái là con bất tỉnh. Bất tỉnh thì trong lúc bất tỉnh á, thì chỉ còn có cái biết à, mà con thấy ở, con thấy đó, thì một dần sáng trắng, trắng trong, rất là dịu mát. À, và con chỉ biết là lúc đó là con chỉ biết con ở nơi đó đó. Và con khóc quá trời. Đến khi khoảng chừng hơn 20 phút á, thì là con khóc khoảng 20 phút thì con bắt đầu con tỉnh lại, tỉnh lại. Và khi con tỉnh lại rồi đó thì tự nhiên là bên hai cái lỗ tai con nó phát ra tiếng lạ. Và câu đó là câu hỏi thứ nhất, nhờ chú viện chủ giảng giùm cho con.
Bây giờ anh hồi sáng này có dự cái buổi lễ mà truyền bí mật Thiền Tông không? Có nghe cái bài dặn dò con người ta có mấy thứ tánh, trên trái đất này có mấy thứ tánh, mấy cái văn thơ? Trên trái đất này có văn thơ đó hả chú? À, con ở trên trái đất này này mà xuất phát được văn thơ kệ có mấy tánh? Dạ có hai à, một là loài người, hai là cô hồn à. Vậy là sáng này chưa có dự? Dạ con có dự. Dự sao nói tầm bậy, nói trật lắc. Dạ à, có dự sao nói trật lắc. Dạ. Có nghĩa là dự mà không hiểu. Dạ đúng. Thì bây giờ tôi đã nói nè, nên nhớ về mở mạng coi lại, vì cái này nó không có mất. Cái bản hướng dẫn truyền thiền nó không mất, nó vẫn phát trên mạng. Dạ. Con người ta đã văn thơ trên trái đất này là có hai người là cô hồn và con người hai thứ tánh, nhớ không? Tánh Phật là mình thấy nghe nói biết trong thanh tịnh, mà khi mà bị mất thân như thế là ở trong cái trạng thái nào tự mình biết nào. Nên nhớ rằng khi mình mất rồi mình biết mình ở trạng thái nào. Mình ở trong cái trạng thái mà thấy này thấy kia, thấy bóng này kia nè, mày coi chừng, mình về nghiên cứu lại chỗ này. Nó có ba cái loại cảm giác ở trong một cơ thể mình, mà trong ba cái cảm giác thì mình coi nằm ở nào. Thì cái này khi nào mà nói ra rồi viết lại rồi đưa lại cho tôi nghe, rồi tôi phân tích, tôi chỉ cho. Tôi chỉ coi là ai. Khi mà mình mất thân này là mất thân ở trạng thái nào. Chứ bây giờ cái đó tánh Phật không đúng, mà tánh người không đúng, tánh cô hồn không đúng. Bởi vì tôi chưa có kiểm được. À, thì bây giờ cái này thì chịu khó về nghiên cứu lại, rồi mình cảm giác sao mình mới trình bày ra đây, là ra ngồi chỗ này hỏi tôi sẽ nói cho. Chứ bây giờ còn nếu nói được cái cảm giác tôi sẽ chỉ cho. Nhưng mà cái này nên nhớ rằng phải cho kỹ à. Nó trật là nó đi sai là nó đi sai bét luôn đó. Thấy không? Rồi cái câu này thì hẹn không tôi trả lời. Nhưng mà nếu mà về mà mở cái truyền thiền á, thứ nhất cái bài văn dò đó, thì coi như thế nào mình nằm ở thế nào, cái trạng thái như thế nào. Rồi ở đây nói tôi mới trả lời đúng được. Chứ bây giờ tôi trả lời thì không được. Bây giờ tôi chưa nắm vững lại đó. Tôi chỉ nghe nói phớt qua thôi, nó không có nằm ở trong cái rõ ràng, thành ra mình trả lời không được. Vì thế mà phải sử dụng cái thuật của ông Trần Nhân Tông. Ông bắt cái ông Triệu Nhật Trường vô ngồi trong cái chùa Đồng á, ông hỏi chứ bây giờ lạnh, Khanh thấy nó lạnh như thế nào? Ông kia đâu có trả lời được, phải không? Thì bây giờ cảm giác này như thế nào phải báo cho tôi biết, phải chi tiết cho rõ. Như nói cái này là một hay hai chứ không có đổi. Yeah. À, thì cái này nó phải rất tế nhị, cứ thường xuyên đi rồi về tôi sẽ nói cho. Yeah. Bởi vì nếu mà trật một cái là cả một cuộc đời không phải nhỏ đâu. Rồi có thắc mắc câu khác hỏi. Dạ. Alo, dạ con xin hỏi câu số 2. Sau khi mà con tỉnh dậy rồi đó, tỉnh trở lại rồi đó, thì tự nhiên hai bên cái lỗ tai của con nó phát ra cái âm thanh lạ, mà hiện bây giờ con đang nói chuyện nó cũng đang phát vậy đó, mà cái vùng nó phát ra âm thanh lạ là nó ở trên cái vùng đầu của con nè, mà con đi tới đâu nó cũng vậy à, cũng nghe mà hả, ngủ á thì thôi, mà thức dậy là nó là nghe cái âm thanh liền. Rồi giờ muốn theo cái đó không? Muốn theo tôi chỉ cho theo, còn không muốn theo muốn khóa nó lại về lấy kinh Kim Cang đọc 3 ngày nó mất luôn. Đi mua quyển kinh Kim Cang đi, về đọc 3 ngày sau cái đó nó mất. Còn nếu không muốn mất cái để hoài vài bữa nó sẽ đi, nó dẫn mình đi cái tới cái cảnh giới rất hay. Hiểu không? Tôi nói hiểu không? Dạ. Rồi. Dạ con xin hết à. Rồi rồi. Alo.
Con xin bạch thầy, con kính chào ban quản trị chùa Thiền Tông Tinh Diệu cùng quý quan khách. Hôm nay con xin hỏi vấn đề, ví dụ như con thường hiểu và học được từ nhỏ tới lớn, tới bây giờ con cũng vẫn được cân nhắc là thiện thì bao giờ cũng thắng cái ác, và cái chánh pháp thì sẽ chiến thắng cái tà pháp. Vậy con xin hỏi thầy, cái cuốn giáo lý đó là sẽ đưa một cái nhân loại đi đến một con đường chánh pháp và lợi ích cho toàn mọi người, hết tất cả trên cái thế giới này. Thì theo cái nhà lãnh đạo ở nhà nước á, thì có một cái ý để cho cái cuốn giáo lý nó được ra đời không thầy? Cái này thì cái này có hai cái ý. Cái là nói chánh thì thắng tà, phải không? Lúc nào vậy? Cái này cô nói sai. Người ta tà nhưng mà cái phước người ta còn, chưa thất bại. Nên nhớ một điều trên thế gian này, tuy họ tà nhưng mà cái phước họ vẫn còn. Một tên ăn cướp, tuy là nó cướp nó tà nhưng mà nó chưa hết phước thì nó chưa tàn lụi đâu, nó vẫn còn sống. Chừng nào tuy nó tà nhưng mà nó hết cái phước thì bắt đầu nó mới tàn lụi. Mình em hơi nữa. Tuy là lửa nó nóng nhưng mà còn dầu nó vẫn cháy, cô đút tay vô nó vẫn đốt cho còn lượng. Thành ra mình không có nói chánh thắng tà được, mà cái đó là cái quy tắc của nó thôi, đó là sự thật. Tà khi nào nó hết phước, còn chánh, anh chánh nhưng mà anh không có phước thì anh vẫn chết. Thế giới vật lý này này, thế giới âm dương nó vậy, nó là vậy. Tôi còn trả lời còn cái vấn đề mà cái quyển giáo lý, thì đây là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ nhận được cái này, xin công bố ra mà giờ người ta không cho, thôi tôi cũng không biết. Thì giờ muốn công bố ra thì cái quyển, vì cái quyển quyền ký đã cấm rồi, xuất bản một hai mươi mấy ngàn quyển mà giờ nó chuẩn bị nó hết và xin tái bản không cho. Mà muốn cho, bây giờ nên nhớ rằng quyền ký cho mà còn bị thu hồi, ra lệnh thu hồi lại, nhưng mà nhà xuất bản không thu hồi. Thấy không? Thì bây giờ nó đúng, nó vẫn còn lưu hành được. Có nghĩa là cái quyển quyền ký này vẫn còn photo ra, không in được nhưng vẫn còn photo truyền bá được. Vì cái photo hiện giờ nó cũng đẹp giống như in vậy thôi, chứ không khác đâu. Thấy không? Còn có vấn đề mà cái người mà cho xuất bản cái này, đây là nó không có nằm trong cái phạm vi của cái chùa Tân Diệu. Mà chỉ trả lời cho biết thôi, còn bây giờ ai thì tôi đã nói rồi, thì ai muốn xuất bản này thì tôi đã nói rồi. Nó dựng nó có hai cái cơ quan, một là của giáo hội, hai là của nhà nước, có vậy thôi. Mà nhà nước này nó một là trong nước ngoài nước chứ không phải nhỏ đâu. Thành ra tôi nói cái này thì đâu để, nhưng mà điều cũng nên nhớ rằng nãy tôi đã nói rồi, trong năm nay nó sẽ giải quyết cái vấn đề này. Rồi có gì có thắc mắc có hỏi tiếp đi. Thì con có cái lăn tăn thắc mắc trong cái suy nghĩ của con là đây là một cái bao nhiêu năm như thầy nói, là con không nhớ rõ, nhưng là 10.000 năm mới có được ra cái dòng thiền này, và cái cuốn giáo lý này thì biết bao nhiêu lần rồi cũng chưa được ra. Thì lần này con cũng theo cái mong muốn, con cũng rất muốn là được biết và được hiểu cái cuốn giáo lý đó viết gì trong đó. Giờ muốn biết gì thì in ra mới biết chứ sao tôi nói được. Nó tới hai mươi mấy chương, mỗi chương nó nói một đề tài. Thấy không? Thì làm sao? Bây giờ làm sao tôi đâu nhớ hết nổi. Tôi đâu nhớ. Chứ chỉ có nước đem về đọc mà còn không nhớ nổi, mà ở đó cái chuyện mà làm sao tôi biết. Nên con thấy đây là một cái điều rất là hy hữu. Nếu mà nhà nước mà
chấp nhận cho chùa Thiền Tông ra được cái cuốn giáo lý này, đó là điều tuyệt vời. Và những cái người chấp nhận cho ra cuốn giáo lý này thì công đức có nhiều không mà thầy? Cái này không nói công đức được. Bây giờ cái quyển mà giờ quyền ký mà cũng muốn đốt mở đó, cái chuyện cái công đức, người ta đâu có biết công đức là cái gì đâu. Có nên nhớ rằng người ta không hiểu công đức là cái gì. Người ta chỉ có biết rằng phước đức thôi, có tiền nhiều là phước đức thôi. Mình phải hiểu cái này, thế giới này là thế giới vật chất. Nghĩa là ai tiền nhiều là người ta thích, còn không có tiền không thích, có vậy thôi. Còn cái công đức nó không xài, nó không sử dụng bằng cái tiền. Mà giúp cho người khác giác ngộ giải thoát, đó là công đức đó. Mà nên nhớ rằng thế giới này, làm sao mà con bất cứ, con hành nghề bất cứ nghề gì, miễn thâu có tiền nhiều là được. Làm nghề mà tối ngày không có đồng thôi, dẹp. Thế giới này nó là vậy. Thì con, cái lòng con thì cũng tốt, nhưng mà không khả thi trong thế giới vật lý này. Thế giới này gọi là thế giới vật chất. Có vật chất mới giải quyết công, mới giải quyết được tất cả những gì ở, có mặt trên thế gian này. Còn không có vật chất thì đừng có nói. Không có tiền đừng có nói tôi đi kinh doanh cái gì hết á. Không có tiền đừng có đi mua cái này kêu, không có chuyện đó đâu. Thành ra cái diễn giáo lý này ra là thì nó sai, là với cái thế giới vật chất nó không có phù hợp, thì người ta không cho ra vậy thôi. Chứ mình cũng không trách người ta, vì đây là thế giới vật chất mà. Mình sống bằng cái gì? Sống bằng tiền, sống bằng thực phẩm. Có tiền mới mua thực phẩm được. Nó mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Thì cái ý con thì cũng tốt, nhưng mà nên nhớ rằng thôi con phải chờ đợi. Thì tôi đã nói rồi, trong 1-2 tháng tới như thế nào. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy con xin hỏi tiếp thầy cái câu đó tiếp theo là, nếu trường hợp mà nhà nước có thể chấp nhận cho cuốn giáo lý ra đời, thì hôm trước con có nghe thầy nói là thầy sẽ đứng ra huy động cái tiền để mà ra cho ra cuốn giáo lý đó thầy. Thì con muốn hỏi cái người mà đem tiền để mà phụ để cho thầy in cái cuốn giáo lý đó ra, thì những người đó có công đức hay phước đức ạ? Bây giờ con nên nhớ là cái câu hỏi con đó chưa có chính xác. Khi nào mà cái quyển giáo lý này mà ra đời, nếu nhà nước xuất bản thì tự ổng bỏ tiền ra, giáo hội thì ổng vận động trong các chùa. Còn ở đây đưa cho chùa, có giấy phép đưa chùa xuất bản thì chùa mới vận động. Nên nhớ rằng nếu mà chùa xuất bản nó khác, cái số lượng nó ít hơn. Còn nếu mà giáo hội thì tất cả các chùa hiện hữu, các tu sĩ hiện hữu phải mỗi người một quyển. Còn nhà nước xuất bản, dân tộc Việt Nam mấy người, mỗi người một quyển. Nên nhớ là nó có cái đẳng cấp vậy. Còn nếu không thì mỗi một nóc da là một quyển. Mình bây giờ 100 triệu thì tôi cho thí dụ 50-70 ngàn cái nóc da đi. Ở 50-70 triệu cái nóc da đi, thấy không? Thì phải in bằng cái số lượng đó. Và nó phát theo cái hệ thống hành chánh của nhà nước. Còn nếu giáo hội xuất bản thì phát theo cái hệ thống quản lý của giáo hội. Còn chùa ở đây xuất bản thì giờ có mấy ngàn thôi, mấy ngàn người, tôi đưa mỗi người quyển thôi. Bởi vì nó xuất bản là cái chùa xuất bản nó khác, rồi cái giáo hội xuất bản nó khác, nhà nước xuất bản nó khác, là cái chỗ đó đó. Mà tôi nói khi nào được giấy phép cả, còn không có giấy phép thôi, chứ làm sao tôi dám. Mà bây giờ tôi nói, ông Phật ổng nói ổng xuất bản còn không nổi á. Ông Phật ổng dạy cái này ổng không dám dạy đó. Điển hình là ông Trần Nhân Tông là cũng không dám dạy luôn. Trèo lên núi nói chuyện trên trời dưới đất trên vui thôi. Chứ có ai mà tìm được ông Trần Nhân Tông mà dạy cái này không? Mà ổng có viết ra những cuốn sách thôi. Ổng than về cái vấn đề mà cái tánh Phật của ổng thôi.
Vì thế mà ông mới ra một câu là ở đời duy đạo hải tùy duyên. Theo ông không khẳng định là ông dạy được. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền, ông nói vậy đâu. Có nghĩa là ông không dạy tu, mà ông chỉ dạy mình ăn ngủ á. Nha, mà có ai nghe lời ông ăn ngủ không? Đó, mà bây giờ đó quản lý cái chùa, quản lý cái hiện tử, bây giờ nó hồi đó không có nhang, bây giờ nó đốt nhang mít trời luôn, mãi là ở trên núi mà còn ngộp ở dưới đất ra đây. Giờ con hỏi thêm đi. Dạ, con xin hỏi thầy giúp chúng con, cho chúng con hiểu cái câu là nhất nhân thành đạo, cửu huyền thăng. Nhất là một, nhân là người, thành đạo, nếu là thành đạo. Thành đạo là cái gì có biết không? Thành Phật đó. Thì cửu huyền thăng, thì cái người thành Phật được cửu phước lớn lắm. Thăng là đi lên chứ không phải là thành Phật. Nhớ nè, ông Thích Ca thành Phật, gia đình ổng có ai đâu. Có ông chú lại với ông già ổng á, cũng hiểu thôi. Có nghĩa là tất cả những người đọa tam đồ thì một vị Phật, tất cả những cái mà gia quyến của ông Thích Ca đều lên trên các cõi lành, nhớ là thăng chứ không phải là thành Phật. Cửu huyền thăng là đi lên, tất cả người ở trên tam đồ có cái công cu mang, có một đứa cháu, một đứa con thành Phật thì cửu huyền sẽ lên hết. Thăng là đi lên, coi như ở địa ngục cũng lên. Nó phước mà, cái lực phước ông. Mình phải hiểu vậy chứ không phải là, chứ không phải là thăng là thành Phật nghe nhớ, thăng là lên thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin trình diễn cái ý hiểu của con xem thầy có chấp nhận là đúng không ạ. Sư Kỳ á, thì Hoàng hậu Maya thấy voi trắng 6 ngà dán vào, nhập vào thai của Hoàng hậu. Sau đó thì Đức Phật lại đem năm pháp môn ra để dạy cho đệ tử. Rồi sau đó thì Ngài lại đem cái câu chuyện là năm anh mù rờ voi. Như vậy thì con hiểu là đây Đức Phật thử và thách đố cho mình đi tìm đến một cái cốt lõi, đó là cái anh thứ sáu đứng để nhìn toàn bộ con voi. Thì con hiểu như vậy có đúng không thầy ạ? Này không có đúng. Bây giờ trước là con voi là cái gì, màu trắng là cái gì? Tất nhiên là Hoàng hậu Maya vừa mang thai thì con voi trắng ủng hộ. Con voi trắng là cái gì? Là đưa một cái ánh sáng quang đi vào để yểm trợ cái bào thai này 9 tháng 10 ngày, không cho cái trong cái bào thai của Maya không có mất màu đen. Nên nhớ là không có mất màu đen. Vì thế mà Thái tử Tất Đạt Ra sanh ra mới nhớ toàn bộ hết là ông thành Phật từ đâu luôn đó. Không có con voi trắng này là màu đen nó vô là nó mới mất liền. Đen là gì? Là tử, là chết đó. Nó vì thế đó là cái hình thức của con voi để yểm trợ 9 tháng 10 ngày cho Thái tử Tất Đạt Ra ở trong tử cung của mẹ không bị quên. Con voi trắng 6 ngà là cái gì? Khi mà Thái tử Tất Đạt Ra ra đời chọt 6 cái dù mình mất hết là tượng trưng 6 con voi, là tạo cái anh Phổ Huyền này nè. Nào, tượng trưng. Đó là móc phá, vậy là phá vô minh. Thái tử Tất Đạt Ra ra đời là gì? Phá vô minh bằng cái câu là sao? Giác ngộ giải thoát thôi. Giác ngộ là hiểu biết. Hồi đó mình không hiểu biết, mình tính nói tầm bậy. Giải thoát là đi ra ngoài khỏi quy luật vật lý này. Nó đơn giản vậy thôi. Con voi trắng 6 ngà, nó có, con voi trắng nó có bổn phận là yểm trợ cho cái bào thai của Thái tử Tất Đạt Ra. Thứ hai, cái 6 ngà nó phó đi cái vô minh. Ờ sao nó dọt, nó phá thủng cái lục đạo luân hồi. Thấy không? Rồi cho con ta trở về Phật giới là giác ngộ giải thoát, có đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là cái người ta tưởng đâu là nằm chim bao, cái đó là bằng sự thật. Tức Hoàng hậu Maya vẫn thấy đúng con voi ở trong nhà luôn, 9 tháng 10 ngày luôn. Lúc nào trong nhà vẫn sáng. Mà bả thấy thôi nha, nhưng mà Tịnh Phạn thấy, chính Maya thấy thôi.
Bởi vì người ta được quyền coi cái này để chi? Để yểm trợ một thái tử đi ra đời, gọi người ta rồi là một vị Phật tương lai ra đời. Đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi một cái ý này nữa là con nghe được thầy chuẩn bị xây cái bảo tháp dành cho tất cả từ Phật tử Thiền Tông cho đến những vị Phật gia, Thiền gia và nói chung là toàn bộ những người quy tụ về đạo Thiền Tông này. Vậy thì cái người mà ta có cái ước nguyện người ta gửi thêm tiền để phụ cho thầy xây thì có được không ạ? Cái này không được. Cái này tôi có cái bây giờ muốn ấy phải đi qua bên cái ban xây dựng á. Ha. À. Chứ còn cá nhân tôi không qua, không ấy, qua một cái xây dựng coi làm sao. Ha. Mà cái này á, trước khi á tôi không còn thì tôi muốn để lại tất cả những cái gì mà tôi lưu lại ở trong cái Thiền Tông này. Nên nhớ một điều là cái Thiền Tông này khắp thế giới quy về sau sẽ quy tụ về đây. Tìm cái cốt tủy Thiền Tông nó nằm ở chỗ này. Nhưng mà giờ tôi không có thể nói ra được. Bây giờ tôi chỉ nói 60% thôi. Thành ra còn 40% thì về sau nó lại nằm ở bên đó. Thành ra bây giờ thì còn cái chuyện mà xây dựng thì phải liên hệ bên xây dựng á. Chứ cá nhân tôi thì không. Bởi vì tôi á thì mục đích của tôi muốn là tất cả. Vậy bây giờ nè, 37 pháp tu của Đức Phật thành tựu cái gì tôi sẽ có mô hình tôi dạy hết. Rồi tất cả những cái lời bí ẩn của Đức Phật lưu cái gì nằm ở trong cái bảo tàng hết. Chứ không có... Tôi muốn lưu lại hết. Về sau ai thắc mắc cái gì tôi sẽ lưu từ gom, từ khùng lại. Tới đó sẽ chụp hình tự nhiên biết. Giống như bây giờ đó thì tôi nói giống như con voi trắng sáu ngà. Cái con voi mà năm mù sờ voi đó là nó tượng trưng cho năm pháp môn tu và một cái anh đứng anh dòm là sáu pháp môn. Là nó tượng trưng cho cái Thiền Tông này. Nhưng mà tại vì cái này nó đúng là cái này chưa công bố ra đâu. Nhưng mà hôm trước cái này là nó đúng do ông thầy Thích Phước Tiến ổng mới nhắc ra. Ông thầy Phước Tiến ổng nói ổng giống như người mù sờ voi vậy thôi. Rồi ổng nhắc cái này rồi mấy người kia mới hỏi tôi mới bắt buộc tôi phải nói đó. Chứ sự thật chưa có nói tới cái chuyện này đâu. Thì còn cái chuyện mà tôi xây dựng ý là tôi đó, trên này nó có ba cấp, một Phật tử nè, Phật gia, Thiền gia, nó thì có ba cấp. Tôi sẽ quy tụ tất cả về. Đó, về cho mấy ngàn cái mà thì có thể là 500 năm sau chưa hết cái này. Thế thì 500 năm sau thì ông Phật ông nói là khi Đức khi Như Lai mà ra đời đó, thì 3.000 năm sau nó mất, mà giờ tới 2.560 mấy năm rồi, còn 400 mấy chục năm nữa thì chắc có lẽ cái này nó vẫn còn lưu lại đấy. Về sao cái này ở đây nó thuộc về cái di tích của Thiền Tông được công bố ra đó, tôi muốn để lưu lại vậy thôi. Còn con muốn ấy, thì con liên hạc lại với bên xây dựng, thấy không? Rồi thắc mắc gì con hỏi thêm. Dạ con hết thắc mắc rồi, con xin cảm ơn thầy. Còn hai câu nữa đọc đi, đọc ráng đi. Một vị ở Hà Nội hỏi: khi bố mẹ chết, họ hàng nội tộc đến viếng, mình làm con trai theo phong tục Việt Nam thì phải lạy và đáp lễ họ. Nếu mình làm như vậy thì công đức của mình có bị bôi đen hay không? Lặp lại. Mình là con trai theo họ hàng phong tục thì khi mà có đám tang thì mình phải lạy để trả lễ cho người đến viếng. Thì làm như vậy thì mình có bị bôi đen công đức hay không? Thì bôi đen chứ đâu có mất đâu, cứ lại đâu thua gì. Công đức bị bôi đen chứ phải mất. Mình làm con thì trả hiếu cha mẹ, thì thí dụ cuộc đời mình tạo được 1.000 điểm mà mất 1 điểm 2 điểm mà nhầm gì thôi kệ. Cái này nó không phải mất mà nó chỉ bôi đen thôi. Mình cứ theo thế gian này là nhân nghĩa là trí tính, phải sống cho đúng, đừng có chấp với cái này. Bởi vì tu và đạo Phật tu bằng trí tuệ chứ đừng có tu bằng cái chuyện cái chấp.
Đừng có tưởng tượng, đừng có xài cái tưởng tượng. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: con muốn thiết kế một bức tranh trong chánh điện chùa, Đức Phật ở giữa, hai vị Bồ Tát hai bên và có thêm thần Kim Cang, như vậy có được hay không? Ở chùa nào? Ở chánh điện chùa Tân Diệu. Hoàn toàn không được. Thần Kim Cang ở bên ngoài có rồi. Không, thần Kim Cang không có vô chùa được. Thần Kim Cang là hộ truyền năm anh em Kiều Trường Như và bốn người bạn đồng tu đã có rồi. Thấy không? Không, đừng có đưa vô chùa. Chùa này không có thay đổi cái gì hết. Thần Kim Cang không có vô chùa được. Chuyện nào mà có cái cuộc lễ mới vô, chứ không phải thường trực trong này. Thần Kim Cang không thể thường trực ở trong này được, mà thường trực ở cái di tích thôi. Rồi, hỏi tiếp đi. Xin mời bác đặt câu hỏi ạ. Kính thưa viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông cùng toàn thể quý vị có mặt ở đây, xin phép con được hỏi viện chủ là trong sách của viện chủ có dạy đấy là cái trung tâm vận hồi, vận hành luân hồi, nhưng mà không có nói rõ, con xin thầy là chỉ dẫn thì cái ý hiểu của con không biết có là đúng hay không. Tức là cái trung tâm này là nằm ở tâm mặt trời, có đúng không ạ? Bởi vì toàn bộ hành tinh trong tam giới là đều quanh mặt trời, cho nên là con hiểu như vậy thì không biết là cái ý hiểu của con có đúng như vậy không? Không đúng. Bây giờ tôi nói nãy có trả lời cho cái anh nào đó, anh Thành đó. Có nghĩa cái tam giới giống như trái banh, anh quay một cái á, nó 45 hành tinh nó quay ở bên trong đó đó. Cái tam giới quay thì nó mới có tạo ra cái gọi là cái trung tâm vận hành luân hồi được. Còn tất cả hành tinh quay nó không có tạo ra trung tâm vận hành luân hồi được, mà nó là trung tâm của hành tinh thôi. Trung tâm vận hành luân hồi nó phải nằm ở trong cái tam giới á. Anh về lấy trái banh, anh quay một cái, anh mới nhìn thấy cái trái banh đó gọi là tam giới. Rồi lấy cái bản đồ tam giới thì mới nói là bao nhiêu mấy triệu cái hành tinh nó nằm ở trong đó đó. Mấy tỷ cái hành tinh nằm ở trong đó đó. Thấy không? Mà trong đó nó có 45 hành tinh sự sống. Mà hiểu cái này, hỏi vậy rồi mới phải vô cái rồi. Phải khi nào mà hỏi rồi phải trực tiếp người ta trả lời mới được. Chứ không phải hỏi vậy không đúng. Anh chưa có khái, không có hiểu cái, chưa hiểu cái khái niệm của tam giới. Rồi chừng nào rảnh thì trực với anh em á, anh em trực người ta sẽ giải thích cho nghe cái chuyện này. Thấy không? Vô trong thiền tông thất á, rồi hỏi anh em rồi người ta chỉ cho. Rồi hỏi câu khác đi. Cảm ơn thầy. Và con muốn hỏi là lửa tam muội là gì, và lửa trên mặt trời thì có phải là lửa tam muội không? Lửa tam muội là lửa mặt trời đó, là cái sức gia tăng nó nóng hàng triệu độ á. Chính cái bài ông Phật cũng đã nói đó. Lửa muội là ở trong cái bài diễn đàn 23 có nói, ông có là lặp lại là trong diễn đàn 23 của ông có nói một câu á, là cái hầm lửa to, mà đây là gọi là hầm 10 tỷ. Ông có lửa, ông có nói là lửa muội là cái lửa của mặt trời. Vì cái văn, vì cái danh từ người ta dịch nó sai. Chứ sự thật đó là trong cái quyển, cái quyền ký giáo lý thì nói là lửa tam muội và cái hầm 10 tỷ năm. Còn cái vấn đề mà ông Phật mà nói trong phim hoạt hình đó là do người Trung Quốc cái dịch nó sai một hai cái điểm nhỏ. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con hiểu rồi, và con muốn hỏi là cái về cái trên, tức là trái đất của mình ấy, là luôn luôn là lúc nào, tháng nào chúng ta cũng nhìn thấy mặt trăng. Thôi. Nhưng mà trong cái sách của các sách này không hề có đề cập đến. Nhưng mà theo con hiểu là cái mặt trăng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tồn vong của các loài ở trên trái đất. Thì xin thầy giải thích cái điều đó. Thứ hai nữa là
vì lý do gì mà ở trái đất chúng ta chỉ thấy một phía của mặt trăng thôi, chứ phía sau là chúng ta không bao giờ thấy được. Bây giờ hỏi anh à, anh có khi nào mà anh đứng bên này cái núi mà anh vô, anh thấy bên kia cái núi không? Nó sao thấy được? Thấy gọi là thấy mặt cắt ngang thôi. Ông phải hỏi. Bây giờ nè, tôi nói về cái lực của cái mặt trăng, nó có hai cái lực. Một là để dùng ánh sáng ban đêm cho cái loài mà nó sống ở trong cái thế giới ban đêm á, nó sống được. Thứ hai là nó dùng cái lực hút để cho tạo cái lực hút để cho có nước lớn, nước rồng đối với ảnh hưởng với cái trái đất này thôi. Vì nó phải theo cái nhân quả. Trái đất, cái mặt trăng nó có hai nhiệm vụ. Một là nó dùng ánh sáng ban đêm cho những cái con mà sống về ban đêm, giống như con dơi vậy, thấy không? Bằng ngày nó không bay được mà tối nó mới bay, vì con mắt nó sống bằng cái bóng đêm, thấy không? Là vì có nhiều cái con, tại sao con hổ con này con kia nó đi nó bằng đêm, cái con mắt nó sáng, ban ngày nó chậm hơn đó. Mình phải hiểu cái thế giới này. Nhưng mà nên nhớ rằng cái thiền tông ra đời là đó là cái phụ thôi, nó không có nằm ở trong cái chánh, mà nó chánh của thiền tông là cái giác ngộ giải thoát thôi. Thấy không? Cái đó nó đi qua cái vật lý nhiều. Còn khi nào đi tới chuyên môn người ta sẽ nói cái này. Thấy không? Là vì thưa thầy, là vì thầy có cho phép là hỏi toàn bộ trong tam giới cho nên là con mới hỏi như vậy ạ. Và không, toàn bộ là tất cả những ấy thôi. Còn anh hỏi cái này là muốn hỏi thì phải nghiên cứu cho kỹ cái tam giới rồi mới hỏi mới được. Chứ còn cái vô đầu anh, cái khái niệm tam giới anh chưa có hiểu. Anh phải nghiên cứu được cái tam giới. Bây giờ anh xin cái đó đi, rồi trong đó người ta giải thích từ ly từ tí hết rồi. Rồi đem cái gì không hiểu, anh ra anh hỏi, người ta sẽ nói cho nghe. Thấy không? Chứ không phải là từ chối. Mà muốn anh hiểu cái này thì phải là trực tiếp riêng, rồi ta nhìn cái tam giới chỉ cái cách mới được. Chứ còn đối thoại giữa tiếng nói nó không có đạt được. Mà phải có hình ảnh chứng minh thì mới đạt được. Xin cảm ơn thầy ạ. Buổi giải đáp ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây ạ. Xin mời hẹn quý vị điện tuần sau ạ. Tuần sáng. Alo.